Tức tích tác giả quách kính minh quyển 4 chương 3, tiên tri, 1. Phía tây ác lan, lôi ân hải vực. Trên mặt đất lộ ra hai vết cắt ngọt màu đen sâu hoắm nhìn không thấy đáy, giống như được đẽo tạc tỉ mỉ bằng cây búa của thiên thần. Làng khói màu huyết sậm không bị chút cản trở mà bốc lên nghi ngút, sát khí lan truyền trong không khí lay động tới tận gốc rễ thần kinh con người. Hỏa hạ y lạc ôm chặt lấy vết thương sâu tới tận xương đang chậm chạp khép lại trên bả vai. Tốc độ hồi phục của hỏa tước thường rất chậm, hơn nữa đại đa số hồn vụ hoàng kim đã bị cái lốc ở đằng xa hấp thụ khiến vẻ mặt của hắn ngày càng nghiêm trọng, nhất là khi hắn nhìn thấy mặt đất phía trước mình, nỗi sợ mơ hồ trong lòng bất chợt dâng lên. Xém chút nữa mình đã không tránh nổi đòn công kích đó, cho dù dịch chuyển tức thời cực hạn cũng không phản ứng kịp, nếu đổi lại là hồn thuật sư hỏa nguyên khác, có phải ngay cả cơ hội rút lui cũng không hề có, ngay lập tức sẽ bị cắt vụn, Nghĩ tới đây hỏa hạ y lạc quay đầu nhìn gờ lan hy vọng lần ra chút đầu mối liên hệ giữa anh với con quái vật đằng xa kia. Khác với hắn trên người đầy vết thương, gờ lan từ trên xuống dưới không có bị sức mẻ chút nào, cho dù là vết trầy nhỏ cũng không có. Có thể chống cự được công kích mạnh mẽ đến vậy chỉ có hai loại. Một là G-Lan đã đạt đến tốc độ đáng sợ vượt qua cả thiên phú của hắn, nhanh đến mức hắn không nhận ra được anh đã di chuyển hay là khả năng vận dụng hồn lực của người đó đã đạt đến mức thượng đẳng, trong chớp mắt có thể phát hiện dấu hiệu công kích vô cùng nhỏ mà tránh, dù là vương tước cũng khó lòng phát hiện được với độ chính xác cao đến vậy. Nhưng mà vấn đề ở đây là, cả hai lý do này, với Hỏa Hạ Y Lạc mà nói, đều không thể nào tiếp nhận. Cái lốc xoáy kia rốt cuộc là quái vật gì? Hỏa Hạ Y Lạc nhìn thẳng vào mắt lan, trong ánh mắt hắn đã không còn sự khinh miệt trước kia. lan cúi đầu, gương mặt tuấn mỹ bị mệt mỏi che lấp lộ ra dáng vẻ tan thương đến đau lòng một câu anh cũng không nói chỉ có tịch mịch đáp lại hỏa hạ y lạc bởi vì bản thân anh cũng không có cách nào giải thích tình báo vừa mới truyền tin đến rất có thể đối tượng bên trong lốc xoáy này là đối tượng chúng ta tìm kiếm thực lực thần thánh chỉ có thấy ở thiên phú của vương tước cấp một tiền nhiệm thủy nguyên gilgamesh tứ tượng cực hạn lợi ngang tư ở đằng xa phá tan im lặng cung kính trả lời hỏa hạ y lạc từ giọng nói của hắn không có chút sợ hãi nào, cho dù trên người hắn giống hỏa hạ y lạc ít nhiều gì cũng bị gió rạch ra mấy vết, khí chất thâm trầm vẫn như cũ không xê dịch một ly. Tứ tượng cực hạn Gò má hỏa hạ y lạc co rút nhẹ, hô hấp trong lúc lơ đảng trở nên dồn dập. Hắn liếc mắt nhìn gờ lan, chợt ý thức được hành động vừa rồi ngu xuẩn đến cỡ nào. Là hỏa tức hắn đã từng nghe qua vô số thiên phú cường đại nhưng tứ tượng cực hạn chỉ có trong truyền thuyết bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt mình, Hỏa hạ y lạc thậm chí còn cảm nhận được nhịp trung chuyển của đất trời nơi đây Hỏa hạ y lạc trầm mặt một hồi Chợt ý thức được một chuyện lợi ngang tư Ta hỏi ngươi Ta là người phụ trách cơ quan tình báo phong ngữ Cũng chỉ biết được cái người ở tâm lốc kia có thiên phú giống cờ lan thôi Ngay cả loại thiên phú là tứ tượng cực hạn ta cũng chỉ vừa mới biết Ngươi làm sao lại biết cụ thể như vậy Lợi ngang tư phía xa cùng hỏa hạ y lạc bốn mắt nhìn nhau mặc dù trên mặt hắn bị che phủ bởi một lớp sương mù hay một thứ gì đó không rõ ràng, hỏa hạ y lạc cũng cảm thấy được gương mặt hắn đang bắt đầu biến hóa, tấm mặt nạ trên mặt kia đang dần bị lột bỏ. Hỏa hạ y lạc vương tước, mặc dù người phụ trách phong ngữ, quản lý mạng lưới tình báo của hỏa nguyên nhưng trong đế quốc này vẫn có chút bí mật chỉ có vương tước cấp cao cùng sứ đồ của họ mới có tư cách biết. Ta biết được cơn lốc kia có dấu hiệu của tứ tượng cực hạn là do vương tước của ta nhật thần tinh hồn nói, còn vì sao vương tước của ta biết, đợi một lát nữa, người có thể tự mình hỏi ngài ấy. Nói tới vương tước của mình, trong giọng nói của lợi ngang tư tràn đầy ngạo khí, chút câu nệ lúc trước đã không còn một mảnh, giống như người vừa hành lễ trước mặt hỏa hạ y lạc không phải là hắn vậy. Hai người trao đổi ánh mắt qua lại, hắn an tĩnh chờ đợi như đang ngồi xem kịch, khung cảnh xung quanh với hắn bây giờ chẳng qua chỉ là kịch bản được dựng sẵn sắp đi đến đoạn hay. Hắn kiên nhẫn chờ đợi biểu cảm hoảng sợ của hỏa hạ y lạc nhật thần tinh hồn đã tới chỗ này rồi sao nghe được mấy chữ này trên mặt hỏa hạ y lạc hiện lên đầy sợ hãi y như mong muốn của lợi ngang tư đồng tử của hắn hơi run rẩy tựa như ở đằng xa có một hồn thú thượng cổ đang nhìn chằm chằm vào mắt cho dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi sự khốn khổ tuyệt vọng trong lòng có thể xé nát toàn bộ linh hồn trong cơ thể đối với hỏa hạ y lạc dù nhật thần tinh hồn chỉ đứng hàng thứ ba dưới anh trai thương tẩn một bậc nhưng thương tẩn tính tình ôn nhu dịu dàng hàng năm ẩn cư ở hang động chết chóc trong mắt tất cả các hồn thuật sư hỏa nguyên vương tước nhật thần tinh hồn lạnh lùng như núi tuyết ngàn năm mới chính là đáng sợ hơn nữa mấy năm trước hỏa hạ y lạc cũng âm thầm điều tra thực lực của nhật thần tinh hồn khả năng hủy diệt của hắn ngang hàng với thiên thần diệt thế bóng ma trong lòng hỏa hạ y lạc ngày một lớn ở nơi xa lợi ngang tư cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hỏa hạ y lạc mà hỏa hạ y lạc cũng rất chú ý điểm này khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười mê hoặc không còn giống một đứa trẻ bướng bỉnh nữa màu đỏ trong con ngươi lóe lên một tà ý hắn quét ánh mắt từ lợi ngang tư sang gờ lan ở bên cạnh tự hồ như vừa mới nghĩ ra một trò đùa quái ác đã có vương tước nhật thần tinh hồn ở đây có là thiên phú tứ tượng cực hạn cũng không có vấn đề gì xem ra ta cũng nên tránh khỏi nơi này khỏe miệng hỏa hạ y lạc lộ ra nụ cười dương dương tự đắc giống như là đang mong đợi điều gì soạt soạt tựa như âm thanh của một con quái vật xé nát thi thể của người chết bằng móng vuốt sắc nhọn thân thể bị gặm xé gãy lìa máu tươi sền sệt phun ra hỏa hạ y lạc đặt tay phải lên vai trái hai ngón tay như hai cái chùi y cứng trắng đâm vào bả vai mình xương cốt gãy lìa cùng máu tươi phun ra làm bốn phía kịch liệt chấn động hắn từ từ lấy ra trong máu thịt một phiến băng cứng trắng màu xanh da trời trên mặt không có một tia thống khổ lúc này lợi ngang tư vốn nhàn nhã như một thiên thần chuyển thế đột nhiên bất tri bất giác run rẩy hai cánh tay dù không thấy vẻ mặt hắn tiếng thở hỗn hển giờ phút này đã tố giác sự sợ hãi trong lòng hắn như trông thấy tử thần chìa tay ra trước mặt chào mời đám xương trắng không một chút chần chừ hướng về phía mình đi tới hắn cảm ứng được một điều kinh khủng sắp diễn ra trước mặt mình hỏa hạ y lạc cười tà mị nhìn lợi ngang tư những hoa văn hoàng kim lộ ra trên tay phải như ẩn như hiện và dòng hồn lực tinh thuần mạnh mẽ như những con rắn biển từ phiến băng trong nháy mắt truyền vào tay hắn. Sau đó, mấy tiếng kim loại va chạm vang lên, một tấm thuẫn màu xanh xa trời hiện ra đầy đủ trong tay hỏa hạ y lạc. Tấm thuẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng, ban đầu tương đối nhu hòa nhưng nhanh chóng chuyển thành chói mắt như ánh sáng ban trưa đầy kiêu hãnh. Hỏa hạ y lạc đem nó đặt trước lồng ngực mình, giống như một vật sống có thể chui vào lại cơ thể hắn bất cứ lúc nào đồng thời vết thương rỉ máu lộ ra cả mảng xương gãy lì trên vai trái cũng trong phút chốc khép lại. Bốn phía hồn vụ hoàng kim đã bị cái lốc đó hấp thụ, trong không khí chỉ lưu lại lượng hồn vụ rất mỏng manh không đáng kể nhưng ở trong hoàn cảnh ấy hỏa hạ y lạc lại có thể làm được như vậy. Cho dù là ở nơi có nồng độ hoàng kim hồn vụ dày đặc cũng chỉ có quái vật mới đạt đến trình độ đó. Lợi ngang tư đè nén nỗi sợ trong lòng, lẳng lặng suy nghĩ về cái người được mệnh danh vương tước giết chóc mạnh mẽ nhất trong lịch sử hỏa nguyên ngải nhĩ đế quốc linh hồn như bị ném xuống đáy biển lạnh lẽo nhưng dây kế tiếp nỗi sợ hãi mới chân chính hướng hắn vọt tới như thủy triều nhấn chìm hắn trong dòng nước lạnh băng lợi ngang tư không cảm giác được hồn lực mãnh liệt mênh mông ở hỏa hạ y lạc mặc dù hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bản mặt anh tuấn tự đắc của hỏa hạ y lạc nhưng dựa trên cảm giác về hồn lực thì thứ mình thấy nhất định là ảo ảnh trước mắt chỉ có thể là một khoảng không khí. Chuyển lời đến vương tước nhật thần tinh hồn, lần sau ta sẽ tới hỏi thăm ngài ấy, hỏa hạ y lạc trong nháy mắt di chuyển đến bên Gờ Lan, giống như U Linh quỷ dị cùng Gờ Lan biến mất khỏi chỗ đó. Trong đất trời mênh mông chỉ còn lại thân ảnh cô độc không nhúc nhích của lợi ngan tử như vừa bị tước đi một mảng linh hồn. Chỉ cần phát động thiên phú, hỏa hạ y lạc căn bản không thể có cơ hội uy hiếp hắn nhưng đối với hắn đó là một sự sỉ nhục lớn làm một sứ đồ cấp cao mà lại phải phát động thiên phú với một vương tước cấp thấp cái này không khác gì một loại châm biếm không hề nhỏ tất cả dấu hiệu của hồn lực nhanh chóng biến mất chẳng lẽ đây là thực lực của vương tước giết chóc mạnh mẽ nhất sao phía bắc nhân đức đế quốc tri giác của Golan gần như chết lặng bên tai là những âm thanh cao tầng giống như tiếng gầm thét của hồn thú thượng cổ quyện vào nhau xẹt qua màn nhĩ giờ phút này như có hàng vạn dao băng trên người mình điên cùng cắt xé không khí hít thở vào trong cơ thể như cây chùi nặng ngàn cân đánh vào phổi. Mỗi lần hô hấp không khác gì cực hình tra tấn tàn nhẫn nhất thế gian, tâm thần phế liệt đau đớn, cùng lúc muốn đổ tung như hàng ngàn mũi châm đen xuyên thủng da đầu. Glan thử mở mắt nhưng cũng chỉ thấy xung quanh là ánh sáng mơ hồ. Cảnh vật bốn bề điên cuồng biến hóa như ngày tận thế. Glan cố gắng duy trì đôi mắt mở ra nhưng trên người lại bị một luồng khí lưu đâm tới, bất tri bất giác máu tươi từ trong miệng, khóe mắt cùng lỗ tai chảy ra, nhưng rất nhanh liền bị gió thổi bay mất hóa thành sương mù màu đỏ nhạt. Thần trí cơ dần trở nên mơ hồ, linh hồn không bắt kịp tốc độ điên cuồng ấy gần như bị lôi ra ngoài. Không biết sau bao lâu, gờ lờ mờ nhận ra mình vừa đáp xuống đất hết sức nặng nề, đôi mắt mở ra, gờ thấy được đất trời màu bạc trắng, ánh mặt trời êm dịu như được rắc vẫy lên người mình. Không biết từ nơi nào thổi tới một mùi hương cây cỏ thơm ngát, trong không khí được tiếp thêm nhiệt từ mặt trời mà lại càng mê người. Mọi thứ xung quanh em đềm tốt đẹp, cảm giác kinh khủng như bị tử thần vuốt ve cổ họng vừa rồi dường như không tồn tại. lan cố gắng đứng lên, ngạc nhiên phát hiện những vết thương trên người mình đã biến mất. Chẳng lẽ thân thể thống khổ vừa mới bị luồng khí đâm thủng chỉ là một cơn ác mộng sao? Anh cảnh giác nhìn bốn phía tịch mịch tìm kiếm câu trả lời. Khi anh bò dậy thì thấy trên người là một tấm thuẫn màu xanh nhạt tỏa ra hồn vụ tinh thuần khiến người ta không khỏi rùng mình. Đối với hồn thuật sư cấp cao, dù ở nơi có mật độ hồn vụ thế nào, bất kể là bị thương nặng đến mấy cũng có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Bây giờ thì Glan đã hiểu tại sao ban nảy hỏa hạ y lạc có thể khôi phục với tốc độ đáng sợ như thế ở một nơi hồn vụ gần như không có. Thì ra là do tấm thuẫn này tỏa ra hồn vụ hoàng kim, thật là một hồn khí không đơn giản. Glan nhặt lên hồn khí đáng sợ kia, trong lòng giấy lên một ngọn lửa khó hình dung, không thể tin được thực lực của hỏa hạ y lạc chỉ đứng hàng thứ sáu, hỏa nguyên thực sự còn mạnh đến đâu. Nghĩ tới đây, Glan không khỏi lo lắng cho Gilgamesh. Nghe cuộc đối thoại của hỏa hạ y lạc với lợi ngang tư có thể biết vương tước cấp 3 nhật thần tinh hồn đã có mặt ở đó. Mặc dù anh không biết thực lực của hắn là cái dạng gì nhưng từ biểu cảm của hỏa hạ y lạc có thể biết nhật thần tinh hồn là một đối thủ rất đáng gờm. Huống chi Glan còn tận mắt trông thấy năng lực chỉ còn từ hoàng mỹ để hình dung của vương tước cấp 2 thương tẩn. Nhớ tới thương tẩn, Lan không khỏi cảm thấy có chút ấy nấy. Dù nói theo cách nào thương tẩn cũng là người cứu mình, hơn nữa còn ngỏ ý muốn mình trở thành sứ đồ cấp 2 cao cao tại thượng của hỏa nguyên. Tuy chỉ là sứ đồ trên danh nghĩa nhưng thương tẩn đối đãi với mình rất chân thành. Lan không hiểu tại sao thương tẩn một mực công bố với bên ngoài đã thu nạp anh làm sứ đồ. Thương tẩn đem đến cho anh cảm giác được quan tâm vô điều kiện như một sứ đồ thật sự, chân thật không có một tia giả dối mà bản thân lại cố chấp bỏ lại thương tẩn mà trở về với vương tước ngày trước. Có lẽ đây là lý do tại sao hỏa hạ y lạc bắt mình lại, để cho mình trải qua tra tấn như ngọn lửa địa ngục, xem ra hắn là bất bình dùng cho anh trai của hắn. Đúng rồi, hỏa hạ y lạc bây giờ đang ở chỗ nào? Gờ Lan từ trong suy nghĩ lập tức trở về thực tế, liên tục tìm kiếm thân ảnh của hỏa hạ y lạc. Đôi mắt của anh chợt căng ra như không dám tin, một cảm giác rùng rợn lạnh như băng thổi tắt ánh nến trong lòng anh, trên thân thể sôi trào không khác gì những bông tuyết bay tán loạn trong hang động chết chóc. Một trận nhói đau sắc bén như vô số con kiến nhỏ cắn xé trong tim. Không xa chỗ Glan đang ngã ngồi trên mặt đất gương mặt tái nhợt như một thi thể, hai tay không ngừng run lẩy bẩy, giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, hỏa hạ y lạc nằm trên đất, cả người có hàng vạn vết thương, máu tươi phun ra không ngừng. Nhụn cả một mảng tuyết lớn thành màu đỏ sẫm cặp mắt sáng ngời đã trở nên đục ngầu, đồng tử vẫn cố gắng động đậy giống như đang ngó chừng một thứ quỷ mị nào đó còn chưa hiện thân. Phía tây ác lan lôi ân hải vực. Gió lốc cuồn cuộn trong trời đất không có chút nào giảm bớt, tiếp tục dùng tốc độ điên cuồng hấp thụ hồn vụ hoàng kim. Lợi ngang tư cảm nhận được xung quanh biến hóa, cứ một quãng hắn lại phải lùi về sau. Hắn không dám sử dụng quá nhiều hồn lực mà lưu lại lâu, giờ phút này trong đầu chỉ toàn là gương mặt anh Tuấn tà mị của hỏa hạ y lạc sự việc vừa rồi đối với hắn là chấn động vô cùng lớn. Hỏa hạ y lạc là vương tước cấp thấp mà lại có thực lực như vậy, đối với hắn là một loại diễu cực. Dù thế nào mình cũng là sứ đồ cấp cao cơ mà, huống chi vương tước của mình còn là nhật thần tinh hồn uy danh vang dội. Lợi ngang tư bất đắc dĩ phát ra một tiếng cười lạnh, quan sát lốc xoáy đằng xa, cẩn thận tính toán mật độ hồn vụ hoàng kim, tốc độ lưu động và phương hướng. Có thể nói, phương pháp này là kỹ năng hắn giỏi nhất, không cần lao đầu vào chỗ nguy hiểm mà lại có thể đo lường chính xác tuy nhiên lợi ngang tư không vì năng lực xuất chúng của mình mà cảm thấy hưng phấn khoảng cách với lốc xoáy trong mắt càng xa thì hắn càng cảm nhận rõ ràng thực lực của quái vật trong tâm lốc kinh thực sự là đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cho dù hắn ở cự ly xa đến thế mà vẫn tiếp nhận công kích bằng đao gió mạnh mẽ hồn vụ hoàng kim không ngừng ngưng tụ lại ở nơi xa vài hạt hồn vụ vương lại như hơi nước trên mặt lợi ngang tư mang đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo nhưng thực ra trong tâm can đã bị giá rét làm cho đóng băng rồi Người đến đây để du sơn ngoạn thủy trong không khí truyền đến thanh âm lạnh như băng khiến người ta phát trung cung nên vương tước đại nhân lợi ngang tư ngay lập tức cúi xuống hướng người trong không khí quỳ một gối không khí vạn vẹo một hồi vốn là hồn vụ lưu chuyển có quy luật đột nhiên khuếch tán một cách hỗn loạn giống như bị một ngọn núi vô hình cản trở, mãnh liệt va chạm, trung chuyển cả đất trời. Vương Tước, ta chỉ muốn dựa vào tốc độ lưu động của hồn vụ mà tính toán thực lực của kẻ đó, lợi ngang tư cúi đầu, qua lớp sương mù trên mặt hắn có thể thấy được bất an cùng vội vã, trong hắn bây giờ như đứa trẻ cuốn cùng giải thích với hai bậc phụ mẫu, bất đắc dĩ lại ngây thơ. Ta chỉ cần biết kết quả, trong không khí kịch liệt dãy dụa xuất hiện một nam nhân cường tráng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn hết sức mê người nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác kính sợ, không thể nào tiếp cận, mái tóc dài màu bạc thả xuống như thác nước, chảy dọc xuống tới đầu gối. Trên trán bị một làn tóc mỏng che đi phân nửa, nhưng từ chỗ lộ ra cũng có thể nhìn thấy một dấu ấn. Người bình thường có thể chỉ thấy nó như một dấu hiệu cho địa vị quyền quý nhưng với các hồn thuật sư, đây chính là bằng chứng cho thực lực áp đảo, tước ấn của vương tước cấp 3 nhật thần tinh hồn nhẹ nhàng sửa lại bộ chiến bào cao cấp làm từ da lông hồn thú tuyết hồ nhìn lợi ngang tư trầm mặt quỳ trên đất trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị so với vũ khí còn sắc bén hơn ngũ quan tinh xảo như được đẽo tạc bằng băng tuyết ngàn năm vẻ anh tuấn cùng sát khí mê hoặc tản ra hơi lạnh người phàm khó có thể chạm đến nói xem ngươi đã phát hiện ra được gì nhật thần tinh hồn giọng nói như dao băng bén nhọn lộ ra tia lạnh lẽo không thể nào kháng cự vương tước thực lực của hắn vượt ra khỏi khả năng do thám của ta. Vừa rồi hắn phát động đao gió tấn công ta, hỏa hạ y lạc và tên hùng thuật sư tên gờ lan ấy. Nếu không bằng thiên phú phát hiện công kích lần này, nhanh chóng rời đi thì giờ phút này chúng ta đều đã bị trọng thương. Lợi ngang tư bây giờ còn cúi đầu thấp hơn, giống như không có mặt mũi nào đối diện với vương tước của mình. Mặc dù hắn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của vương tước, nhưng thực sự người ấy quá nghiêm khắc những mục tiêu người đó đặt ra cả đời hắn cũng khó có thể hoàn thành được một cái lần này hắn lại chật vật như vậy không dám tưởng tượng vương tước sẽ tức giận thế nào nghe lợi ngang tư nói nhật thần tinh hồn lộ ra một ý cười lạnh không thể tưởng tượng nổi giọng nói không cảm xúc có chút kinh miệt, bị đánh trọng thương e rằng chỉ có một mình ngươi cái gì lợi ngang tư đầy kinh ngạc mặc dù bản thân vừa mới tận mắt thấy được thực lực biến thái của hỏa hạ y lạc cũng thấy còn xa mới áp đảo được mình huống hồ mình có thiên phú mạnh mẽ như vậy, đáng sợ như vậy, trên đời này sẽ không có người vượt qua được hai sư đồ bọn họ. Nhưng bây giờ vương tước lại nói vậy, khác gì nói mình với phế vật không có gì khác biệt. Nhật thần tinh hồn nhìn sứ đồ cúi đầu không nói của mình, biểu cảm của hắn phải nói là cực kỳ phá hư mỹ cảnh. Vẻ lạnh lùng không có gì thay đổi, có chăng là một chút mất mát thê lương. Hắn nắm lấy ống tay áo bằng da tuyết hồ, giờ phút này giống như muốn đem nó xé rách. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, cảnh sắc xung quanh chợt trở nên vặn vẹo như ẩn như hiện, tựa như bầu trời đêm lóe lên ngàn ánh sao. Lợi ngang tư nhìn cảnh sắc biến hóa, đảo mắt xung quanh một vòng, phát hiện mình giờ phút này cũng vương tước đang ở trong một cái vòng kỳ quái, quanh giới hạn của chiếc vòng là những ngọn lửa cháy rừng rực. Chúng giống như gió xuân xinh đẹp vũ động trong không khí lan tràn ra bốn phía, nhưng không tụ thành một đoàn, như một vách tường mở rộng lên không trung, từ từ tụ hợp lại trong không gian đem lợi ngang tư và nhật thần tinh hồn bao lấy làm thành một lá chắn thần cấp không thể nào vượt qua trừ hồn vụ hoàng kim ngay cả hơi nước cũng bị nó ngăn cản bên ngoài không có cách nào xâm phạm lợi ngang tư nhìn tường lửa trước mặt hắn chưa bao giờ thấy vương tước sử dụng hồn thuật kỳ quái như thế ở hỏa nguyên hồn thuật công kích luôn được xem trọng sinh ra hàng vạn hồn thuật tấn công cường đại nhưng hồn thuật dạng phòng thủ lại rất ít ỏi trong tình huống bây giờ vương tước của mình đang ở trong hoàn cảnh nguyên tố lửa gần như bằng không, hồn thuật phòng ngự thực sự hữu ích. Đây là hỏa vũ thiên mạc, khắc tinh của công kích dạng gió, có thể phản lại công kích tầm xa của gió, bảo đảm an toàn cho hồn thuật sư hệ lửa bên trong, từ đó công kích không còn hiệu quả. Nhật thần tinh hồn nhìn lợi ngang tư, ánh mắt tản ra hàng khí như một mùa đông ảm đạm, tuy nhiên, khả năng vận dụng hồn lực của ngươi vẫn không đủ để sử dụng hồn thuật phòng ngự kiểu này. Chẳng lẽ, hỏa hạ y lạc có thể sử dụng hồn thuật dạng này. Lợi ngang tư run rẩy, không thể nào tin nổi một vương tước cấp thấp lại vượt qua mình. Không thể, nói riêng về hồn lực, hỏa hạ y lạc là sứ đồ yếu nhất nhưng bạch ngân tế ti lại ban cho hắn hồn khí quá nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ hắn là vương tước cấp 6, vương tước giết chóc, có thiên phú đặc hữu về tốc độ, dịch chuyển tức thời, ở cự ly xa ngay cả ta cũng không thể nào làm tổn hại đến hắn, trên mặt nhật thần tinh hồn vẫn như cũ lạnh lùng, phản phất dáng vẻ của một ngọn núi ngàn năm tuyết phủ nếu như vừa rồi hỏa hạ y lạc sử dụng hồn khí của hắn. Đến cả Bạch Ngân Tế Ti cũng không có cách nào phát hiện ra chớ nói đến kẻ trong cái lốc kia. Vương Tước, vừa rồi ta nhìn thấy hồn khí của hỏa hạ y lạc là một tấm thuẫn màu xanh da trời nhưng mà hồn khí đó. Lợi ngang tư dừng lại một chút, như đang nghi ngờ chính phán đoán của mình, nó không giống bất cứ một hồn khí nào trong ngải nhĩ đế quốc mà ta biết, hoặc nhìn có chút quái dị, giống như không phải đồ của hỏa nguyên chúng ta nhật thần tinh hồn hơi nhíu mi giống như cũng đang suy tính vấn đề lợi ngang tư nói nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn lại khôi phục như cũ ngươi thấy thế nào về hồn thuật sư Glan đó cái gì lợi ngang tư không ngờ vương tước lại đột nhiên hỏi vấn đề khác giọng nói có chút khẩn trương thiên phú của hắn tứ tượng cực hạn rất mạnh nhưng chính mắt ta thấy hắn bị hỏa hạ y lạc đánh bại đúng là nói về mặt thiên phú chỉ có vương tước cấp một đương nhiệm tá chi cách viêm tính vệ hồn ám hóa và hỏa hoàng bệ hạ đấng cứu thế mới có thể đối kháng với tứ tượng cực hạn một thủy tước có được thiên phú này đối với chúng ta càng không thể coi thường hơn nữa nếu hồn lực chưa đủ thực lực của thiên phú này tuyệt đối không thể nào phát huy hết cũng chính là lý do vì sao hỏa hạ y lạc có thể đánh bại glan con ngươi màu hổ phách tản ra ánh sáng sắc bén đầy quỷ dị vậy tại sao hắn lại ở cùng hỏa hạ y lạc lợi ngang tư cúi đầu nhúng nhường hỏi hắn bây giờ là sứ đồ của vương tước cấp hai tá chi cách thương tẩn sứ đồ giết chóc tá chi cách thương tẩn đồng tử hắn run rẩy một trận gió lạnh tịch mịch cuốn lấy hắn lợi ngang tư giơ lên cánh tay trái của mình trắng nõn không có một nếp nhăn ngay cả quận chúa quý tộc nuôi nấng trong thâm cung cũng không sánh bằng đồng thời hắn cũng liếc nhìn cánh tay phải của mình cường tráng mạnh mẽ thậm chí còn có chút đen, trong lòng bàn tay còn có vài vết chai do hàng ngày luyện kiếm vinh dự mà có. Hai cánh tay thuộc về hồn thuật sư không có gì kỳ lạ, nhưng có trên cơ thể của cùng một người có gì đó kỳ quái không nói ra được. Không sai, hắn là sứ đồ của thương tẩn, kẻ trong cự ly ngàn dặm cũng có thể làm cho cánh tay trái của người nát bấy lời của nhật thần tinh hồn phản phất một trận gió rét, gào thét quật vào người lợi ngang tư. Phía bắc nhân đức đế quốc Gờ Lan cố đè xuống sợ hãi trong lòng, cầm lên tấm thuẫn vừa mới cứu mình một mạng nhật quan thần thuẫn từ từ bước tới gần hỏa hạ y lạc những bông tuyết rối rít trong không gian rơi xuống mặt đất dòng máu nóng phun ra từ thân thể hỏa hạ y lạc hòa tan vào tuyết động cũng bất đắc dĩ bị băng giá khuất phục chậm chạp ngưng kết thành một miếng băng mỏng yếu ớt mong manh đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến nó nát vụn những bông tuyết mới vừa rơi xuống miếng băng mỏng bị nhiễm một màu đỏ chói mắt tươi đẹp Thứ tuyết mùa đông màu đỏ nhàn nhạt quyến rũ tản ra một loại nhu mỹ như nắng chiều. Đáng tiếc nó cũng đồng nghĩa với cái chết điều hoàn toàn không nên có ở một nơi thanh khiết không chút vấy bẩn này. lan đi đến bên người hỏa hạ y lạc, anh không thể nào tin vào mắt mình. Hỏa hạ y lạc bị thương nặng hơn rất nhiều lần, dòng máu tươi chảy xuống từ động mạch chưa bị ngưng kết không khác gì một dòng chảy liên tục kỳ dị giữa cái giá rét mùa đông, mang đến cho người ta cảm giác tái nhật thê lương. lan hít sâu một hơi, không khí tựa như mất đi nguồn nhiệt từ mặt trời lạnh như băng sen lẫn mùi tanh tưởi nhàn nhạt tràn vào cơ thể một loại thâm trầm kinh khủng cũng từ đó và tràn ngập trong lòng gờ lan lắc lắc ngón tay động tác ứng dụng nguyên tố nước vốn rất quen thuộc trước kia hôm nay lại trở nên cứng ngắc cả người giống như một con trâu gỗ bị người ta treo lên tuy nhiên sau một hồi tường băng to lớn cũng ầm ầm nhô lên bảo kính lấy gờ lan cùng hỏa hạ y lạc gờ lan không xác định được xung quanh có kẻ thù cường đại nào hay không điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ hỏa hạ y lạc đang nằm gục dưới chân gờ lan điều động hồn lực toàn thân hồn lộ màu vàng hoàng kim lập tức hiện ra ánh sáng trên tuyết tản ra một màu nhu hòa không biết tại sao lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khó hình dung gờ lan cầm nhật quan thần thuẫn đặt bên người hỏa hạ y lạc có lẽ nhật quan thần thuẫn vừa mới giải phóng quá nhiều hồn vụ hoàng kim nên mật độ bây giờ so với khi anh tỉnh lại cũng giảm xuống không ít nhưng mà độ tinh thuần này cũng rất hiếm thấy ở bất kỳ đâu trên lục địa Odin. Con người trống rỗng như người chết của Hỏa Hạ Y Lạc dần dần hiện ra một tia yếu ớt màu xanh da trời. Một ít vết thương trên cơ thể đã nhanh chóng khép lại. Gương mặt trắng bệt cũng bắt đầu khôi phục lại anh khí tiêu sái đặc biệt của chủ nhân nó. Nhìn Hỏa Hạ Y Lạc đang dần hồi phục dưới chân, Golan duỗi ra 10 ngón tay thon dài, vô số luồng khí lưu quấn quanh đi dần lên biến hai tay của anh thành thứ thần khí hoàng mỹ có thể xé nát hết tất thảy. Đồng thời tuyết bên dưới hỏa hạ y lạc cũng nhanh chóng bị gờ lan thao túng. Gờ lan không thành thục việc sử dụng cùng lúc hai nguyên tố nhưng chỉ cần công kích trên tay không hiệu quả sẽ ngay lập tức có thể chuyển thành nguyên tố nước mình quen thuộc nhất mà gián đoạn công kích lần hai không bị gián đoạn. Với hồn thuật sư hệ lửa như hỏa hạ y lạc, nguyên tố nước là khắc tinh của họ. Chỉ cần hỏa hạ y lạc khi tỉnh lại có ý tấn công thì vô số trong băng có thể trong nháy mắt chế ngự hắn. Dĩ nhiên Gờ Lan cũng đã chuẩn bị tinh thần phòng thủ, tường băng bốn phía dân dần lên, cuối cùng hoàn toàn che kín anh và hỏa hạ y lạc, bên trong tường băng khí lưu chuyển thành gió lốc điên cuồng di động. Trở thành lớp phòng ngự thứ hai của bọn họ. Gờ Lan tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh, anh tạm thời chưa tính đến việc hỏa hạ y lạc khi tỉnh dậy có động thủ với mình không, người có thể khiến hỏa hạ y lạc bị thương thành như vậy rất có thể chính là địch glan lo lắng chờ đợi hỏa hạ y lạc hồi phục hoàn toàn hồn lực trong cơ thể đã đạt đến trạng thái cực hạn anh bây giờ giống như một người thợ săn bị lạc đường trong đêm tối không biết trong bóng tối kia ẩn núp bao nhiêu giả thú đáng sợ bọn chúng có thể cường hãn hung dữ tâm trầm kinh cũng hay tụ tập theo bầy đàn còn mình lại cô độc chỉ có một mình thứ duy nhất không phản bội chỉ có hai bàn tay mà thôi loại tâm thế này đã hành hạ cơ lan không ít ngày. Mặc dù trong ngải nhĩ, vương tước thương tẫn đối với mình rất tốt nhưng cũng không thể vì thế mà tin tưởng người của hỏa nguyên, huống hồ vương tước cấp 3 của hỏa nguyên nhật thần tinh hồn gì đó lại xâm nhập vào ác lan đối phó với vương tước của mình, làm việc mờ ám như vậy chắc chắn không phải vì mục đích gì tốt đẹp. Nhưng mà, mình còn có thể tin tưởng người của thủy nguyên sao? Lại càng không, năm đó suýt bị nữ nhân độc ác tự xưng là vương tước thủy nguyên giết chết trừ vương tước của mình ra, đã không còn có thể tin tưởng ai được cả. nhưng mà khi mình cùng hỏa hạ y lạc động thủ, vương tước của mình lại hướng mình điều động công kích cường đại. chẳng lẽ? a à, một tiếng thép đến tâm thần phế liệt phát ra, hỏa hạ y lạc vốn giống như một thi thể dưới đất đột nhiên mở mắt, đồng tử trống rỗng tản ra ánh sáng màu đỏ sẫm như máu khiến người ta phải rợn cả tóc gáy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏa hạ y lạc vương tước? gờ lan từ từ rút lui những thanh băng bày sẵn không đành lòng hoặc có thể nói là không có cách nào động thủ với người bị trọng thương mà ở thời điểm này trong lớp sương mù dày đặc hồn vụ hoàng kim từ nhật quan thần thuẫn vết thương trên người hỏa hạ y lạc đang khép lại với tốc độ khủng khiếp nhưng máu vẫn không khác gì tro tàn từ núi lửa mãnh liệt phun ra từ trong miệng hắn mũi thậm chí cả lỗ tai cũng rỉ ra rất nhanh vết thương trên người hắn đã không còn cả người như vừa được tái sinh nhưng máu tươi lại thấm ướt phân nửa lồng ngực thoạt nhìn dễ liên tưởng đến một xác chết bò lên từ dưới địa ngục. Ngươi thế nào? Hỏa hạ. Nhìn hỏa hạ y lạc dần khôi phục, Gờ Lan chuẩn bị đặt câu hỏi nhưng mới vừa hỏi một nửa đã hoảng sợ nói không ra lời. Hỏa hạ y lạc không còn thương tích nằm trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Miếng băng mỏng ngưng kết từ máu của hắn bị đè ép, tiếng vỡ ra như mặt băng bị cọ sát ăn mòn. Thanh âm thanh thúy cứng rắn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, có chút giống như ai đó cầm hai lưỡi dao kim loại ma sát vào nhau. Da thịt vừa mới hồi phục của Hỏa Hạ Y Lạc đột nhiên lại nứt ra, vô số tia hồn lực từ trong cơ thể hắn được giải phóng. Máu chảy ra từ cơ thể vừa miễn cưỡng khép lại từ vết thương mới ồ ồ chảy ra, những phiến băng mỏng bị bể tan tành từ từ tan chảy, cổ nhiệt khí kỳ dị dâng lên ở nơi đầy băng tuyết bao phủ mang đến chút âm trầm hết sức vang vẹo. Không. Hỏa Hạ Y Lạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết nhiệt hỏa thiêu đốt cùng cảm giác đau đớn đem hắn trở lại nhân gian. Trong đôi mắt lộ ra những tia máu chằng chịt, đồng tử nhìn thẳng vào Glan. Glan nhìn hắn bị như vậy, tâm chợt trầm xuống. Đột nhiên hỏa hạ y lạc huy động tay phải thật nhanh, một cổ hồn lực kinh khủng hỗn loạn mãnh liệt cuồng bạo như sóng biến vọt tới Glan. Cái gì? Đồng tử Glan trở nên căng thẳng, trong nháy mắt một trong băng bên dưới hỏa hạ y lạc chui ra, xuyên qua lồng ngực hắn máu tươi rải rác dính vào thân băng nếu không phải bị tường băng trở ngại nhìn từ đằng xa hỏa hạ y lạc giống như bị một chiếc đinh màu đỏ ghim chặt xuống đất hỏa hạ y lạc vương tước ta không muốn động thủ với ngươi nhưng nếu ngươi nhất định làm như vậy ta cũng không sợ đâu chân mày anh nhíu chặt hai tay khôi phục trạng thái khí lưu tác chiến ban đầu cặp mắt như đại bàng nhìn chằm chặp vào con mồi hướng về hỏa hạ y lạc không để ý tới cổ hồng lực to lớn của hỏa hạ y lạc một chút cũng không làm thương tổn đến mình hỏa hạ y lạc lại một lần nữa nằm vật ra đất hai mắt nhắm nghiền sắc mặt vì mất đi lượng máu quá lớn mà dị thường trắng bệt. hồng lực hỗn loạn trong cơ thể hắn liên tục bắn ra làm da thịt vừa mới liền lại rách toát máu tươi chậm chạp chảy nhưng cũng đã sớm không giống máu tươi của người bình thường bị thương mà là loại chất lỏng có màu hồng nhàn nhạt giống như sinh mạng của hỏa hạ y lạc đang tan ra từng bước kéo hắn xuống hoàn tuyền vết thương nứt ra cũng dần khép lại nhưng tốc độ so với người thường cũng chẳng hơn là mấy hồng lực hỗn loạn thoát ra từ thân thể hỏa hạ y lạc lại càng khiến hắn bị thương tổn nghiêm trọng thấy vậy gờ lan ngay lập tức giải trừ công kích gió vừa bày ra anh cúi đầu nhìn sang bên cạnh mới phát hiện nhật quan thần thuẫn đã không cánh mà bay gờ lan đảo mắt tìm kiếm cuối cùng phát hiện ra bóng dáng của nó trên tường băng phía sau mình giờ phút này bị khảm chắc vào đó tạo ra một lỗ thủng to đùng có tiếng nứt vỡ gió lạnh từ lỗ hổng lọc vào thổi đến mãnh liệt như đau gió mặt tường băng suýt nữa bị phá hỏng mất. Thì ra hồn lực hỏa hạ y lạc giải phóng là hướng về nhật quan thần thuẫn. Glan nhận ra mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng thế nào, vội đỡ hỏa hạ y lạc dậy, đặt đầu hắn trên vai mình, đồng thời vận động hồn lực toàn thân tập trung vào tay phải. Glan đưa ngón tay chạm vào tước ấn trên xương bả vai trái của hỏa hạ y lạc, hồn lực tinh thuần lập tức bổ sung vào thân thể của hỏa hạ y lạc, vết thương khép lại thật nhanh giống như Glan dự đoán. Hiển nhiên, anh không có cân nhắc tại sao hỏa hạ y lạc lại muốn đánh bay nhật quan thần thuẫn. Biến cố chính là lúc này phát sinh. Giống như núi lửa bột phát, hồn lộ trên người hỏa hạ y lạc hiện ra, ánh sáng chói mắt vì tường băng quá dày như mặt trời chiếu sáng trong cái lồng băng có chút u tối ảm đạm, hồn lực mãnh liệt mênh mông trong thân thể của hỏa hạ y lạc không chút kiên kỵ phát ra ngoài. Trong nháy mắt, hồn lộ trên người mất đi ánh sáng, dần dần tắt ngấm, kèm theo một tiếng vang, mạch hồn bể nát tan tành tựa như một con mảnh thú trong người hỏa hạ y điên cùng loạn động, mỗi một giây lại tàn phá thân thể thêm một chút, đem linh hồn của hỏa hạ y lạc xuống tận đáy cùng địa ngục. Có lẽ đây chính là lý do hỏa hạ y lạc đánh bay nhật quan thần thuẫn. Giờ phút này, mỗi một tia hồn lực tiếp vào, hỏa hạ y lạc lại gần hoàn tuyền hơn một phân. Vốn là hồn thuật sư hồn lực cực đại trong mơ cũng không ai dám tưởng tượng đến, giờ phút này lại trở thành vương tước sống dở chết dở, ít nhiều gì cũng để lại cảm giác bi tráng lẫn dễu cực. Phía tây ác lan lôi ân hải vực. Ngọn lửa vũ động trong không khí như hải tảo dưới đáy biển thâm trầm, chậm chạp mà quỷ dị vây quanh nhật thần tinh hồn cùng lợi ngang tư, cô lập hai người họ với ồn ào huyên náo xung quanh. Gió rét cùng hơi nước mạnh mẽ rít rào nhưng chạm vào ngọn lửa trong chớp mắt lại hóa thành yên tĩnh vĩnh hằng. Nhật thần tinh hồn đang nghe truyện trên TV audio CV đưa lưng về phía lợi ngang tư, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh nghiêm nghị như một ngọn núi tuyết bóng lưng của hắn trong mắt của người đằng sau vừa giống như bóng dáng của thiên thần cũng đồng thời giống như cái chết tịch mịch hỗn loạn và bất an trong lòng lợi ngang tư càng tăng thêm vương tước tá chi trách thương tẩn rốt cuộc có bao nhiêu tài nghệ ngài có biết không lợi ngang tư phá vỡ yên tĩnh ngay cả khi nhắc tới cái tên của người này hắn cũng thấy thanh âm của mình run rẩy hắn đánh gãy của ngươi một cánh tay ngươi còn không nhớ rõ thực lực của hắn sao nhật thần tinh hồn khẽ nhất khóe miệng lộ ra một nụ cười dễu cợt nụ cười này mười phần là lãnh khí trong hắn bây giờ giống như một vị thần dễu cợt thế nhân ngu xuẩn tay phải của lợi ngang tư nắm thật chắc tay trái của mình vì dùng sức móng tay đã khảm vào da thịt mùi tanh tưởi của máu lan ra phạm vi bảo vệ của hỏa vũ thiên mạch không có cách nào thoát ra bốn phía như bị một bóng ma chết chóc bao phủ thành một tầng Ta không có cách nào ước lượng được cấp bậc hồn lực của tá chi cách thương tẩn bởi vì cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin được có người lại có thể vận dụng nguyên tố lửa ở khoảng cách ngàn dặm một cách chính xác đến vậy. Trên đại lục Odin, cả vương tước phong nguyên lợi thế công kích tầm xa cũng không làm được, trong mắt lợi ngang tư lóe lên một ánh sáng sắc bén, xuyên qua màn sương mù trên mặt hắn, nhìn qua rất giống một võ sĩ tuyệt thế. Vậy nếu so sánh thương tẩn với Gilgamesh thì thế nào? Nhật thần tinh hồn hỏi. Ta không biết lợi ngang tư để lại cho mình một đường lui Giọng nói có chút bi tráng Nhưng ta chắc chắn công kích của hắn không có cách nào tránh né Kể cả khi ta phát động thiên phú Công kích loại đó giống như Lợi ngang tư cố ý dừng lại Ngay cả với hắn điều này cũng rất khó chấp nhận Giống như vận mệnh an bài Bất kể chúng ta có giải dụa thế nào cũng không thể thay đổi Vận mệnh an bài trong ánh mắt nhật thần tinh hồn thoáng một bóng ma, nói không sai, thiên phú của tá chi cách thương tận có tên là Vận mệnh thẩm phán Vận mệnh thẩm phán Thiên phú của tá chi cách thương tẩn không phải là vệ hồn ám hóa, sao? Nhật thần tinh hồn lẳng lặng nhìn lợi ngang tư, trong mắt là một mảng âm u khó hiểu như bóng tối nơi đáy ao đầm quỷ dị, không phải? Vương tước cấp một hỏa nguyên vẫn là tá chi cách viêm tính, thương tẩn mới chỉ là vương tước cấp 2, hắn không thể nào cũng có vệ hồn ám hóa. Nhưng vương tước à, vương tước cấp 1 đã mất tích nhiều năm, mặc dù bạch ngân tế ti nói tung tích của ông ta không rõ nhưng trừ tá chi cách gia tộc ra ai cũng tin tưởng ông ta đã chết sứ đồ thiên tá chi cách thương tẩn và sứ đồ địa tá chi cách hỏa hạ y lạc nhất định trong hai bọn họ phải có một người thừa kế vệ hồn ám hóa của phụ thân thực lực của hỏa hạ y lạc ta đã chứng thực còn chênh lệch rất xa với thiên phú uy danh hiển hách của cha hắn người thừa kế thiên phú ấy chẳng phải chỉ còn thương tẩn sao lợi ngang tư trao đổi ánh mắt với nhật thần tinh hồn trong lòng đầy kinh ngạc và run sợ sát khí trên gương mặt lãnh tuấn của nhật thần tinh hồn đột nhiên biến mất bây giờ chỉ như sương lạnh cuối thu hắn bước về phía trước vài bước gần đến nỗi mặt hắn như sắp dính vào lớp sương mù trên mặt lợi ngang tư Đúng là khi hắn mắc tích tá chi cách viêm tính chỉ có hai sứ đồ thiên địa nhưng ta có thể chắc chắn thương tẩn không có thừa kế vệ hồn ám hóa, giọng nói lạnh lẽo của nhật thần tinh hồn có chút bất đắc dĩ, hơn nữa thiên phú hiện tại của hắn cũng phi thường cường đại. Ít nhất là so với thiên phú tiên tri của chúng ta. So với thiên phú của chúng ta còn mạnh hơn, lợi ngang tư nhỏ giọng hỏi lại, ngoài tứ tượng cực hạn vừa mới trông thấy, loại thiên phú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có thiên phú của bản thân mới là mạnh mẽ nhất, miễn cưỡng cũng chỉ xếp dưới vệ hồn ám hóa, cực hạn thiên phú. Bắt hắn ngay lập tức tiếp nhận sự tồn tại của vận mệnh thẩm phán thực sự khó khăn. Đúng vậy. Mặc dù không rõ vận mệnh thẩm phán có bao nhiêu tác dụng nhưng có thể chắc chắn thiên phú của hắn mạnh hơn tiên tri. Tại sao? Nhật thần tinh hồn một lần nữa quay đi, giống như không muốn lợi ngang tư thấy được biểu cảm của mình, ta mới chỉ gặp tá chi cách thương tẩn một lần, lần đó phát động tiên tri chuẩn bị cùng hắn đấu một trận, kết quả. Thanh âm lạnh lẽo của nhật thần tinh hồn đột nhiên trùng xuống, sát khí trong yên tĩnh bao lấy lợi ngang tư. Qua rất lâu, nhật thần tinh hồn mới nặng ra mấy chữ cứng rắn, kết quả hắn suýt nữa giết chết ta. Trong nháy mắt lợi ngang tư thấy đất trời đung đưa, toàn bộ thế giới trước mặt mình ầm ầm sụp đổ. Nếu trên đời này có người kết liễu được vương tước của mình, người kia không còn gì phải nói thêm nữa, Hắn đúng là đã đạt đến gần sự tồn tại ngang hàng với Bạch Ngân Tế Ti. Trừ Bạch Ngân Tế Ti, lợi ngang tư không nghĩ tới còn có người nào khác có thể trấn áp được hắn. Nhật thần tinh hồn lay động ngón trỏ, biên độ rất nhỏ khiến người ta cảm giác như chưa từng phát sinh. Ngọn lửa vũ động bốn bề khôi phục yên lặng ban đầu, chậm chạp chìm xuống mặt đất. Màn đêm buông xuống, mặt trời giống như một tiểu cô nương keo kiệt thu hồi những tia sáng chói mắt. Bóng đêm vô hạn lạnh như băng đêm lợi ngang tư bao lấy. Bất kể hắn trốn tránh tuyệt vọng như thế nào, sứ đồ cao cao tại thượng của ngải nhĩ đế quốc bây giờ không khác gì một đứa trẻ lạc đường. Rốt cuộc là cái gì? Tử thần chúc phúc hay ma quỷ thương hại? Trong một ngày, lợi ngang tư bị quá nhiều đã kích, hắn không thể cùng lúc tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Lợi ngang tư vẫn cho mình là sứ đồ cấp 3 dù không được bằng vương tước của hắn nhưng cũng đạt đến trình độ người ta phải nể phục mà hôm nay hỏa hạ y lạc tốc độ quỷ dị, vương tước thủy nguyên có thể điều động nguyên tố trong cự ly hàng ngàn dặm. Tứ tượng cực hạn của cơ lan, bọn họ đều có thể dễ dàng tiêu diệt mình, chưa kể vương tước giết chóc đã suýt kết liễu được vương tước của mình, tá chi cách thương tẩn, lợi ngang tư ngẩn đầu nhìn vương tước bên cạnh tựa như thiên thần, biểu cảm lạnh lùng như đóa sen trên núi tuyết, tinh khiết không một chút tì vết tản ra khí chất trong trẻo băng lãnh khiến người ta phải yên lặng ngắm nhìn. Mặc dù vừa nói đến vương tức cấp 2 áp đảo vạn vật, gương mặt đã trải qua bão táp phong sương không có lộ ra một tia sợ hãi. Nhật thần tinh hồn nhìn sứ đồ của mình, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, hai tròng mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không ai biết được hắn rốt cuộc là cao hứng hay bi thương. Lợi ngang tư bị sương mù bao phủ vẫn lộ ra hơi thở thê lương, dù không thấy rõ thần thái nhưng bi thương trên mặt rất rõ ràng. Loại cảm giác này trong bóng tối đích thực là sợ hãi, người khác có thể không thấy nhưng nỗi sợ thực sự đã dâng lên đến chấp mũi. Cuối cùng lợi ngang tư run rẩy cất lời vương tước, tại sao tá chi cách thương tẩn lại muốn nhận một người của Thủy Nguyên làm sứ đồ? Cái này không phải chuyện ngươi nên biết, thanh âm vô cảm như tượng băng không có chút sinh mệnh. Vân thưa vương tước, lợi ngang tư cố gắng duy trì trấn tĩnh, nước mắt ghim chặt trong hốc mắt, mặt nạ sương mù cô lập hắn với thế giới, không ai có thể thấy hắn rơi lệ nhưng lợi ngang tư vẫn cố khống chế tình cảm của mình, căm ghét thậm chí là sợ hãi. Nước mắt chảy dọc theo gò má vào trong miệng, cay đắng khổ sở cô độc dù cho có là một sứ đồ tôn quý. Nghĩ kỹ lại, hắn đi theo vương tước hơn 10 năm vẫn không hiểu rõ con người ấy, không phải vì không muốn mà là không thể. Nhật thần tinh hồn đến bây giờ vẫn không cho hắn một cơ hội. Người đó là người thầy duy nhất, bồi dưỡng hắn thành sứ đồ mạnh nhất hỏa nguyên cho tới thời điểm hiện tại nhưng tất cả liên quan đến nhật thần tinh hồn, hắn vẫn không có cách nào bước vào vùng cấm địa. Chẳng lẽ mình trong mắt nhật thần tinh hồn chỉ là khách qua đường thôi sao? Lợi ngang tư bất đắc dĩ cười khổ, thê lương cùng tuyệt vọng, loại cảm giác này giống như chiếc lá cuối cùng trong gió rét, từ từ giả biệt sinh mệnh trong cô độc. Nhật thần tinh hồn cũng thấy được điều này, trên mặt rộ lên một nụ cười quỷ dị khiến hắn trông giống một chiến thần được đẽo tạc từ băng tuyết cao ngạo vô tình. Nhật thần tinh hồn quay đi, bước về phía trước mấy bước, chiến bào lướt qua hòa tan lớp tuyết trên mặt đất không phát ra tiếng động nào. Con người bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, như ánh mắt của hồn thú dầm về máu huyết, phát ra ánh sáng kỳ quái. Lợi ngang tư, ngươi thấy thế nào về tá chi cách gia tộc? Nhật thần tinh hồn quay lại nhìn lợi ngang tư trầm mặt, nụ cười bây giờ đã giấu đi một ít lạnh lùng. Lợi ngang Tư đương nhiên không nghĩ tới Vương Tước sẽ hỏi câu như vậy, kinh ngạc cùng chua xót trong lòng kích động nói, từ mấy trăm năm trước khi chiến tranh bắt đầu, trong lịch sử Vương Tước cấp một đều là do người của gia tộc Tá Chi trách đảm nhiệm, bao gồm cả Tá Chi trách viêm tính còn không rõ tung tích. Mặc dù cấp bậc hồn lực của hắn cụ thể như thế nào không ai biết, nhưng uy danh của vệ hồn ám hóa vẫn là cơn ác mộng vĩnh hằng trong lòng tất cả các hồn thuật sư. Mà hiện tại dù chỉ là vương tước cấp 2 nhưng trên thực tế Thương Tẩn đã hoàn toàn thừa kế tất cả đặc quyền của phụ thân hắn. Hiểu theo cách khác, hắn không khác gì vương tước cấp 1 của Hỏa Nguyên. Ngay cả Hỏa Hạ Y Lạc bây giờ cũng trở thành vương tước cấp 6, Thiên Phú dịch chuyển tức thời của hắn có lợi thế tốc độ cực lớn, nếu không phải Thiên Phú, tiên tri của chúng ta có thể khắc chế Thiên Phú về ám sát, ta chưa chắc có thể đánh bại hắn. Tá Chi cách Thương Tẩn lại đem lan có Thiên Phú đặc hữu trong truyền thuyết làm sứ đồ. Mặc dù cấp bậc hồn lực của cơ lan bây giờ chưa cao nhưng nghe nói vương tước thương tẩn về phương diện sử dụng hồn lực rất có thành tựu, thực lực của cơ lan sau này không thể ước chừng. Cho nên tá chi cách gia tộc có thể nói là đệ nhất hồn thuật thế gia của hỏa nguyên ngải nhĩ Đệ nhất hồn thuật thế gia, con ngươi hổ phách của nhật thần tinh hồn đột nhiên tản ra sát khí, giống như ác ma dưới địa ngục trồi lên tí ngươi định nói cũng bao gồm đệ nhất hoàng tộc sao. Không dám lợi ngang tư vội quỳ hai gối xuống đất, hai tay không tự chủ được mà run rẩy người tốt nhất đừng bao giờ có ý nghĩ này bất kể thế lực của tá chi cách gia tộc có lớn hơn nữa thì hoàng tộc vĩnh viễn vẫn là cao quý nhất hỏa hoàng bệ hạ bị đe dọa ngôi vương sẽ dùng chúng ta làm con tốt thế thân nhật thần tinh hồn có chút kích động ánh mắt không còn lạnh lẽo mà ngược lại là một loại mãnh liệt nóng bỏng tuy nhiên lời ngươi nói cũng không phải không có cơ sở thế lực của bọn họ quá lớn sau này không ai biết được kể cả chúng ta có thiên phú, tiên tri, thần cấp cũng không cách nào thay đổi được số mệnh. Cho nên sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, ngươi hãy đi bắt hồn thú thứ nhất, thiên hành nhân, hồn thú hệ lửa cao cấp trăm năm khó gặp, có được nó sau này cũng hỗ trợ được ngươi không ít. Vâng, lợi ngang tư đáp nhẹ một cái, trong lòng hắn khổ sở khó ức chế. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn nhật thần tinh hồn muốn vĩnh viễn nhớ rõ biểu cảm lúc này của vương tước. Nhưng hắn phát hiện đồng tử của người đó lúc này đã biến thành màu máu, cả người giống như thiên sứ vừa rớt xuống địa ngục, khí chất băng sơn quấn quanh cùng với tà khí. Thấy vương tước của mình đột nhiên phát động thiên phú, hồn lực theo bản năng khởi động theo. Qua rất lâu, ánh đỏ trong mắt từ từ mất đi, trên mặt hắn có nhiều hơn một nụ cười lạnh lùng, phản phất bóng dáng của một đóa sen tuyết lợi ngang tư, ngươi nghe đây. Lập tức sẽ có hai hồn thuật sư cấp bậc vương tước rất phiền toái của Thủy Nguyên tới nơi này Không nên để họ phát hiện ra ngươi Nếu bị phát hiện, lập tức khiến hắn và bí mật này làm bạn. Tuân lệnh vương tước, lợi ngang tư hai tay chồng lên nhau, quỳ một chân trên đất, trang trọng hướng về nhật thần tinh hồn hành lễ. Vậy mà nhật thần tinh hông dường như đã phát chán mấy cái lễ tiết quy cũ, thân ảnh nhẹ nhàng đung đưa, kèm theo ánh sáng chói mắt biến mất trong không khí. Bị bỏ lại một lần nữa, lợi ngang tư nhìn về phía dấu chân phản phất ánh lửa của nhật thần tinh hồn, trong lòng dâng lên những trận sóng lớn. Vốn là sứ đồ cấp cao của hỏa nguyên, đã gần chạm đến tận cùng hồn thuật mà hôm nay lợi ngang tư mới ý thức được bản thân bất quá cũng chỉ là con kiến hôi dưới chân núi, không cố gắng cuối cùng cũng sẽ bị chết rét ở sườn núi, vĩnh viễn chỉ là một kẻ yếu thế, đáng thương mà nhỏ bé. Nghĩ tới đây, hắn cười khổ. Ở nơi xa, hồn vụ hoàng kim hướng về cơn lốc ngưng tụ. Mà kẻ bên trong cơn lốc rất có thể chính là vương tước mạnh nhất Thủy Nguyên, Gilgamesh. Rất nhanh hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh, thực lực của hắn có thể hủy diệt cả đất trời lợi ngang tư dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về nơi xa nhưng hắn cũng không biết là trên hòn đảo còn có một bóng đen chăm chú nhìn bọn họ hắn thực sự mới là quái vật không phải nói là ác ma đội lốt thiên thần phụ chương lộ tây pháp đồng tử hoàng kim hỏa nguyên ngải nhĩ đế quốc đế đô đây là lần đầu tiên huyền thiên đế cơ đứng bên ngoài nhìn thấy toàn cảnh cung điện Khí thế trợ ngợp cùng cảnh sắc tráng lệ khiến nàng ta cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú. Giờ phút này, Huyền Thiên Đế Cơ đã sớm không còn là tiểu công chúa bị trói buộc bởi hàng vạn quy tắc luật lệ hoàng thất hà khắc ngày xưa. Công trình kiến trúc hùng vĩ chói lọi này cũng chẳng còn là cái lồng giam vàng son ngăn cản nàng tự do bay lượn. Huyền Thiên Đế Cơ hướng về thánh điện, phản phất bóng dáng nữ chủ nhân tương lai của ngải nhĩ đế quốc. Quả thật việc này làm nàng ta không khỏi phấn khích. Thánh điện không phải ai muốn tới là tới, được đặt chân đến đây chính là niềm vinh dự trí cao vô thượng của bất cứ con người nào trong đế quốc cường thịnh này. Ba năm trước, Bạch Ngân Tế ti kế lên người huyền thiên đế cơ một hồn lộ mới thay thế cho khố lạc tư đã chết trở thành vương tước cấp 7, sau đó cũng lần đầu tiên nàng rời đi khỏi hoàng cung nàng đã sinh sống suốt 18 năm. Lúc ly khai, huyền thiên đế cơ cũng không có đi cùng hoàng cung mà đế vương ngải nhĩ cũng chính là hoàng huynh của nàng huyền thiên linh đã đích thân sử dụng cửu long chi thừa di dời nàng cùng hồn thú hoàng vệ trụ long di giá chiến xa bằng bạc trắng xẹt qua chân trời như một ngôi sao rơi sáng chói tẩm cung tráng lệ từ trên cao nhìn xuống như một vườn hoa thủy tinh thuần khiết nó đã từng khổng lồ như vậy giống như một đầm lầy chết chóc không thể nào vượt qua thế nhưng bây giờ nàng đã không còn nhỏ bé yếu đuối như trước kia khoảnh khắc này chỉ cần vung tay một cái có thể kéo nó xuống vực thẳm đó luôn là điều huyền thiên đế cơ mong đợi trong giấc mộng thời thiếu nữ, nàng ta đã không ít lần mơ thấy bản thân nắm thật chặt trong tay vườn hoa thủy tinh đó, sau một âm thanh vụn vỡ khô khốc, chất lỏng sền sệt chảy ra qua những mảnh vụn cùng khoái cảm mơ hồ không thể kiềm chế được trong cơ thể bộc phát. Nhưng đồng thời giấc mộng cũng nhanh chóng bể nát tan tành, khoảng không thanh tĩnh lạnh như băng đem nàng vùi chôn tới đáy biển sâu không có một chút ánh sáng, bóng đêm vô tận quyện lại thành một thứ dịch đen trong chớp mắt bao phủ lấy bản thân mình. Hoàng cung như vậy mà lại trở nên nhỏ bé huyền thiên đế cơ mãi mới có được cơ hội từ rã ngục giam hoa lệ, trong thâm tâm nàng tục cùng chỉ muốn phá hủy nó. Nhưng đến khi nó thực sự biến mất khỏi tầm mắt mình, một loại bi thương nhàn nhạt lại trào dân trong lòng huyền thiên đế cơ. Cảm giác này giống như phượng hoàng nhiều năm bị giam trong lồng sắt, đột nhiên được trời xanh tiếp nhận, đất trời mênh mông hai cánh gian rộng nhưng trong lòng lại vì mất đi sự trói buộc mà cảm thấy có chút mất mát. Dĩ nhiên rất nhanh tất cả đều biến mất trong tâm trí của nàng thiếu nữ thời đại ngây thơ, bị phong ấn thành ký ức chôn vùi cho đến khi nàng từ giả cõi đời. Huyền thiên đế cơ từ từ đi vào hoàng cung to lớn hoa lệ dưới ánh dương quang soi rọi mà lộ ra khí chất cao quý cùng thần thánh. Cung điện vững vàng giữa đất trời, những đỉnh tháp nhọn tản ra vô số ánh sáng bàn bạc như vần sáng của thiên thần còn rớt lại nơi trần thế được điêu khảm bằng những đồ trang trí đắt giá không biết là kim cương hay là bảo vật trân quý. Trong ánh sáng lưu chuyển lấp loáng, Toàn bộ công trình không khác gì một tòa lâu đài thiên giới chí cao vô thượng, là lời tuyên bố đanh thép với tất cả nhân gian sự cường thịnh giàu có của đế quốc ngải nhĩ, thay vì đem cung điện xây dựng ở trên đỉnh núi cao không thể nào xâm phạm. Hoàng cung ngải nhĩ được trực tiếp dựng nên tại Bình Nguyên trung tâm đế đô Áo Đinh Duy Á, không có bất kỳ tường rào cùng thủ vệ. Bốn phía trồng hoa hồng huyết ngọc và hồng nhang bồ công anh, đều là những loại thực vật quý hiếm. Cũng vì vậy mà Áo Đinh Duy Á còn được gọi là thành phố hoa tươi cùng ánh sáng. Những loài hoa này bất kể là xuân hạ thu đông đều đồng loạt nở rộ, người bình thường khó có thể tin được. Nhưng mà ở cái lục địa Odin này, những chuyện đi ngược với lẽ thường là những chuyện rất thường tình. Huống chi nơi này lại là áo đinh duy á, trung tâm hồn thuật của hỏa nguyên ngải nhĩ đế quốc. Hàng năm cứ vào đầu mùa xuân, băng tuyết từ từ tan ra, những người không ở đế đô cũng sẽ tới đây thưởng thức băng tan, ngắm hoa tươi trân quý cùng quỷ dị nở rộ tuyệt sắc. Hơn nữa, Áo Đinh Duy Á cũng sẽ tổ chức một vài hoạt động ăn mừng, đến lúc đó, bất kể là bình dân đáy cùng xã hội hay quý tộc cao cao tại thượng cũng có thể ở bên ngoài hoàng cung chiêm ngưỡng hoa nở, suốt đêm đốt hoa đăng ăn mừng. Có lúc ngay cả hỏa hoàng cũng sẽ di giá đến biển hoa bên ngoài hoàng cung, cùng hàng vạn con dân tôn vinh sự cường thịnh của đế quốc. Ở thời điểm chính trị bất ổn, mặc dù hoa tươi vẫn như cũ xinh đẹp là thế nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác là lạ, dù sao vào giờ khắc này cũng không phải lúc thích hợp để tồn tại. Còn nữa, trên những đóa hoa là băng tuyết, đối với người hỏa nguyên, băng tuyết không phải là chuyện để đùa, vì vậy người ngoài nhìn vào hoàng cung bây giờ ít nhiều cũng thấy khó chịu mà xa lánh. Căn bản không có bao nhiêu người hỏa nguyên nguyện ý nhìn thấy hoa tươi bị băng tuyết bao trùm mà không có chút nào tức giận, màu trắng của tuyết mang tới cho bọn họ cảm giác bi thương cùng tuyệt vọng không khác gì một tang lễ. Tuy nhiên, nếu biết được huyền thiên đế cơ hôm nay xuất hiện ở vườn hoa bên ngoài cung điện bọn họ nhất định sẽ hối hận đến mức đem tóc mình giật sạch là công chúa duy nhất của hoàng tộc thân phận tôn quý của nàng ai cũng thừa biết đừng nói là thường dân kể cả quý tộc tôn quý cả đời sợ rằng cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng ngoài ra huyền thiên đế cơ chính là một thiên sứ từ trên trời rơi xuống vẻ đẹp của nàng vượt qua hết thảy những chuẩn mực thông thường nét kiêu sa đài các chỉ có ở nơi thiên đường mới tồn tại thật không biết nàng chậm trễ thêm hai tháng nữa thôi nơi này sẽ biến thành cái dạng gì nói không chừng một nửa số dân ở áo đinh duy á này sẽ chen chúc ở đây mà chiêm ngưỡng nàng huyền thiên đế cơ phất phất tay một luồng hồn lực vô hình lướt qua trên biển hoa sau đó tựa như đất trời bị đảo ngược những bông tuyết trên cánh hoa bỗng rối rít rơi ngược lại về phía bầu trời nếu không phải có hoàng cung cùng quan cảnh xung quanh làm nền người bình thường nhất định sẽ cho rằng mình đang gặp ảo giác trong chớp mắt băng tuyết trên bình nguyên áo đinh duy á đều bị huyền thiên đế cơ dùng hồn thuật ném ngược lên tầng mây trên cao không có băng tuyết động biển hoa tỏa ra khí thế mê người giống như huyền thiên đế cơ trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp tựa thiên thần tuyết khiến con người ta phải mê luyến không muốn xa rời ta muốn xem một chút có chút việc còn cỏn mà cũng không làm được thì huyền thiên đế cơ công chúa ta còn có mặt mũi gì huyền thiên đế cơ nhẹ nhàng tung người một cái như thiên sứ từ trên trời rơi xuống biến mất trong biển hoa phía bắc nhân đức đế quốc máu đỏ cùng nắng chiều lấp loáng trên phiến băng màu trắng tản ra hơi thở chết chóc ánh sáng thanh khiết không tì vết từ từ biến mất để lại thế giới bị chiếm giữ bởi bóng đêm vô tận tất cả bây giờ với cơ lan đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì anh đã sớm quên đi sự hiện diện của thế giới xung quanh vào giờ phút này trong mắt chỉ còn có hỏa hạ y lạc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Glan hết sức không chế tâm tình của mình, cố gắng không để sợ hãi nuốt mất lý trí, không còn dám tin vào đôi mắt của mình nữa, mọi chuyện xảy ra đều vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nhưng sau tất cả cơ lan vẫn phải chấp nhận, dù lạnh lẽo trần trụi đến đâu, đó vẫn là hiện thực. Hồn lộ trên người hỏa hạ y lạc đã bị phá nát, ánh sáng dần dần tàn lụi. Trong lòng cơ lan bây giờ tràn đầy áy náy và thương cảm, đồng thời anh cũng lờ mờ ý thức được chân tướng của sự việc. Truyền thuyết nói rằng cách vận dụng hồn lực của hỏa tước giống như ngọn lửa, lực công kích càng mạnh thì lại càng dễ phản lại chính mình, thậm chí có thể thiêu đốt hồn lộ đến mức gần như phá hủy hoàn toàn. Truyền thuyết này trước nay chưa có người chứng thực, cho dù là vương tước cấp cao thủy nguyên cũng không có đủ tự tin để chống đỡ công kích dạng này của hỏa tước mà còn chút cơ may sống sót, truyền thuyết từ thời viễn cổ được lưu truyền rộng rãi như một trong những bí mật thần bí nhất. Gờ Lan quan sát hỏa hạ y lạc đang hôn mê bất tỉnh, đôi mắt cương nghị như núi tuyết trong ánh dương quang phản phất bi thương g lan đã sớm chấp nhận giả thuyết hỏa hạ y lạc vận dụng hồn lực vượt quá giới hạn nên mới xảy ra hậu quả như thế nếu như vừa rồi không sử dụng phương thức cấm kỵ hắn không thể di chuyển với tốc độ cao đến vậy tốc độ ban nãy của hỏa hạ y lạc ngay cả ác ma nhất định cũng sẽ rùng mình sợ hãi g lan có ám hóa cũng chưa chắc đã bằng một nửa hỏa hạ y lạc nằm lặng yên trong căn phòng băng g lan vừa tạo ra những bông tuyết bị nhuộm đỏ bằng máu của hắn vương vải trên mái tóc dài trong hắn không khác gì quái vật từ dưới địa ngục trồi lên. Thỉnh thoảng một chút ánh sáng màu vàng kim bất chợt hiện ra trên thân thể nhưng rất nhanh chóng tắt liệm. Glan nhìn gương mặt anh Tuấn đầy tà khí của hỏa hạ y lạc, không biết tại sao trong mắt lại hiện lên nụ cười dịu dàng như gió xuân của thương tẩn. Mặc dù hai người tiếp xúc không được bao lâu, vẻ ôn nhu của thương tẩn đã để lại trong anh ấn tượng rất sâu. Mà bây giờ anh không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em trai của thương tẩn cận kề với cái chết nghĩ tới đây g lan nặng nề đấm mạnh lên mặt tuyết lớp băng vì chấn động thiếu chút nữa mà hỏng mất đúng lúc đó chuyện lạ kỳ xảy ra trong căn phòng băng ảm đạm đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu hoàng kim chói lọi khiến cho g lan không thích ứng được mà nhắm chặt hai mắt rất nhanh chóng hồn lực toàn thân g lan bất chợt sôi trào vô số mạch hồn liên tiếp hiện ra trên thân thể nhưng so với ánh sáng tỏa ra từ người bên dưới thì không chói mắt bằng g lan nín thở quan sát hỏa hạ y lạc khuôn mặt bất cần tuấn tú lộ ra bất an cùng khẩn trương. Tựa như có vô số trong băng thật nhỏ đâm vào trong mắt, không có chút kiên kỵ tách rời thân thể cùng linh hồn, toàn bộ những vết thương trong tâm khảm anh bị đem phô bày hết. Linh hồn bị lôi kéo khỏi thân thể mà phát ra tiếng thét dài chói tai. Giờ phút này, hoa văn trên người hỏa hạ y lạc giống như những đóa hoa nở rộ, lấy tước ấn trên xương bả vai làm trung tâm, mạch hồn phức tạp dần dần hiện lên như mảnh thú chui lên từ dưới biển sâu trong phút chốc ánh sáng lại mờ đi dường như hồn lực mãnh liệt phun trào bị hấp thụ mất ba phần tựa như hồn thú trong cơ thể điên cùng cọ quậy hiếu chiến đem cả thế giới kéo vào giá rét vĩnh hằng đáng sợ hơn là hồn lực mãnh liệt như bão lốc còn khéo léo ẩn giấu mình như một bóng ma tất cả những hồn lực vừa được giải phóng cùng loạn quay lại bên người hỏa hạ y lạc rồi nhanh chóng biến mất những đoạn mạch hồn bị cắt đứt bất chợt biến mất không một chút dấu vết khi tia hồn lực cuối cùng bị hấp thu một tức ấn mới tinh tản ra ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trên thân thể lạnh cống như người chết của hỏa hạ y lạc sau đó mạch hồn như có sinh mạng nhanh chóng sinh trưởng hiện lên rậm rạp chằng chịt trên thân thể hỏa hạ y lạc mạch hồn bị cắt đứt không ngừng tách ra rồi lại tái hợp bể nát rồi lại chữa trị cuối cùng cũng hoàn thiện hồn lực hướng về tước ấn trên vai mà hội tụ tước ấn mới thành hình còn cái cũ giống như hạt trân châu rơi xuống đáy biển sâu không còn dấu tích tước ấn mới hồn lộ mới như mang đến cho hỏa hạ y lạc sinh mệnh mới. Thân thể chằng chịt vết thương chậm chạp khôi phục, da thịt trở lại trơn nhẵn bóng loáng. Máu trên người còn động lại một ít bị thâm đen khiến cho người ta cảm giác rờn rợn khó nói thành lời. Thế nhưng so với việc hắn có hai tước ấn, cảm giác này còn không sánh bằng. Một phương tước có hai tước ấn cùng hai mạch hồn. Hỏa hạ y lạc rốt cuộc là ai? Hỏa nguyên ngải nhĩ còn bao nhiêu người giống như hắn? Gờ Lan mặt mũi trắng bệch của hỏa hạ y lạc lấy lại chút huyết sắc, ngươi nhớ kỹ cho ta, không có ca ca ta ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con quái vật không có ý thức, không có nhân tính. Nếu như ngươi còn dám phản bội hắn, ta nhất định sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh. Gờ Lan hướng mắt về hỏa hạ y lạc vừa mới hồi phục, môi khẽ động như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào. Hỏa hạ y lạc lão đảo đứng lên, màu đỏ trong mắt đầy mệt mỏi và suy yếu. Hắn nhẹ nhàng chạm vào vai trái, nhật quan thần thuẫn liền hóa thành ngọn lửa màu xanh nhạt trong nháy mắt bị hút vào tước ấn nơi này là cực bắc của phong nguyên nhân đức đế quốc ngươi đi lên trước có thể tìm thấy một huyệt động nơi đó có hỏa hạ y lạc cố ý dừng một chút giống như vừa động phải bí mật không nên nói ra tìm được cái huyệt đông kia gặp phải bất kể sứ đồ của phong nguyên nào thì lập tức dùng tứ tượng cực hạn vận dụng nguyên tố đất mà kéo hắn xuống lòng đất sau đó kakata sẽ cảm ứng được hồn lực của ngươi phong nguyên nhân đức đế quốc gờ lan suýt ngất xỉu không thể nào ngươi không thể từ lôi ân hải vực tới cực bắc nhân đức trong thời gian ngắn ngủi như thế hỏa hạ y lạc cười lạnh một tiếng nhưng vì quá suy yếu mà một nguồn máu bầm trong miệng bị sặc ra ngươi cho rằng tại sao ta lại bị thương thành như vậy bị hồn thuật sư khác đánh trọng thương à trong ánh mắt mệt mỏi của hỏa hạ y lạc có chút tà khí kiêu ngạo trên đời này chưa có người nào có thể khiến ta tổn thương đến mức này cho dù là người của hỏa nguyên cũng không thể hỏa hạ y lạc ngẩng đầu liếc nhìn lớp phòng ngự bằng băng của clan ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu có lúc ta thật hâm mộ các hồn thuật sư hệ nước các người không chỉ có thể rất dễ dàng tìm được nguyên tố nước mà còn có thể không cần tiêu hao quá nhiều hồn lực cũng có thể phát động thiên phú mà hỏa tước chúng ta sử dụng thiên phú một lần thì phải dùng đến phân nửa hồn lực thiên phú của ta dịch chuyển tức thời có thể giúp cho ta ở nơi này trong nháy mắt di chuyển đến địa điểm khác nhưng khoảng cách càng tăng thì tiêu hao hồn lực cũng càng lớn. Mới vừa rồi ta phát động thiên phú với khoảng cách dài như vậy, kết quả tốc độ lưu chuyển của hồn lực trong cơ thể vượt qua cực hạn, cuối cùng làm hỏng mất một ít mạch hồn, hồn lực mất đi dòng lưu chuyển trong cơ thể mới tán loạn phát ra như đại hồng thủy. Ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Gờ Lan nhìn người kia còn chưa khô vết máu như một vong linh từ dưới địa ngục bò ra. Là hồn thuật sư, anh rõ ràng hiểu được mạch hồn bị hỏng tai hại cỡ nào nếu có thể chết dễ dàng như thế thì đã tốt ánh sáng trong mắt của hỏa hạ y lạc liệm đi hắn cúi đầu trầm mặc một hồi không ai biết thiếu niên anh tuấn bề ngoài trẻ con này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đột nhiên hỏa hạ y lạc nhìn thẳng vào glan người biết thiên phú của cái tên sứ đồ cấp ba lợi ngang tư đó là gì không hỏa hạ y lạc hừ mạnh một tiếng trong giọng nói có không ít bất mãn trời chiều cực bắc có một chút ánh đỏ ảm đạm xuyên qua tường băng chiếu lên gương mặt tà khí ngang ngạch phối hợp với mái tóc dài của hắn hiện ra một tầng bi thương an tĩnh. Thực ra trọng tâm là ở vương tước của hắn. Ngươi có thể yên tâm nhiệm vụ của Nhật thần tinh hồn lần này chỉ là giám sát điều tra hành tung của người Thủy Nguyên thôi, không có ý định gây thêm phiền toái không cần thiết. Thế nhưng thiên phú của bọn họ tuyệt đối không dây dưa được đâu, kể cả ngươi có thiên phú thần cấp, tứ tượng cực hạn, đối phó với Nhật thần tinh hồn cũng là chuyện khó khăn. Bởi vì thiên phú của bọn họ hết sức quỷ dị, kể cả thiên thần cũng sẽ cảm thán sự vô năng của mình thiên phú đó người hỏa nguyên chúng ta gọi là tiên tri tiên tri gờ lan gằn từng chữ hỏi lại thanh âm trầm thấp như hai khối đá chậm chạp ma sát chẳng lẽ năng lực của bọn họ là nhìn thấy được tương lai đúng là như thế ánh sáng sắc bén từ trong tròng mắt của hỏa hạ y lạc lạnh như băng một người có thiên phú đáng tự hào như hắn cũng cảm nhận được nỗi khiếp sợ không nên có với khả năng tiên tri của nhật thần tinh hồn cùng sứ đồ của hắn bọn họ có thể tùy ý phát động thiên phú tham gia vào bất kỳ trận đấu nào đến khi đạt đến giới hạn thời gian cho phép có thể kéo bản thân trở lại thời điểm trước khi phát động thiên phú thay đổi dòng chảy của thời gian vô lượng bọn họ đấu với quái vật dạng gì cũng biết trước toàn bộ diễn biến trận đấu với bọn họ mà nói dù không thể thay đổi toàn bộ số mệnh cũng có thể tùy ý thay đổi một chút tương lai vì bọn họ trên võ đài đã sớm biết trước kịch bản có thể nói hai người đó chính là nắm trong tay tương lai số mạng của chính mình họ có thể tùy ý sửa đổi hành vi hiện tại cho đến khi đạt được tương lai như mong muốn thế giới của họ không tồn tại sai lầm và hối hận những gì hai người đó làm được trong tương lai đều là hoàn mỹ thiên phú tiên tri cho nhật thần tinh hồn và lợi ngang tư năng lực sửa đổi tương lai cho dù là quái vật đáng sợ nhất đối kháng với bọn họ cũng sẽ rơi vào cơn ác mộng vĩnh hằng thanh âm của hỏa hạ y lạc có chút run rẩy Dường như ngay cả việc nói đến thôi cũng cảm nhận được âm trầm lạnh lẽo. Bọn họ mới thực sự là quái vật, hàng lông mày của Glan khóa chặt, bóng đêm dâng lên trong mắt sáng ngời như bóng ma chế nhạo sự thiếu hiểu biết của anh. Đúng vậy, tuy nhiên kể cả quái vật cũng sẽ có yếu điểm, thanh âm của hắn trầm xuống như đang nói đến một bí mật bị phong ấn trong bóng tối, cái nhược điểm này tất cả vương tước và sứ đồ của Hỏa Nguyên đều có chung, thiên phú của chúng ta phải sử dụng năng lượng cực đại mới có thể vận hành nếu như phát động thiên phú quá giới hạn sẽ giống ta ban nảy phá hủy mạch hồn. Tiên tri mạnh mẽ thần cấp nên không có ai có thể duy trì thiên phú như thế trong thời gian dài. Đừng nói là lợi ngang tư mà cả nhật thần tinh hồn cũng không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể vận dụng thiên phú trong thời gian có hạn. Bình thường họ sẽ áp chế đến mức thấp nhất. Mà ở trình độ đó bọn họ chỉ có thể đoán trước khi nào mình sẽ bị trọng thương. Những thứ khác họ không có cách nào biết. Hồng thuật sư cấp bậc vương tức đối chiến một khoảnh khắc cũng mang tính quyết định. Ca ca của ngươi đã đáp ứng ta trở về ác lan tìm vương tước của mình, ngươi tại sao còn đem ta tới nơi này? Cặp mắt cơ lan có chút đỏ lên, giống như có nước mắt sắp chảy ra, một cánh tay đã nắm chặt vạt áo của hỏa hạ y lạc, vô số hồn lực tinh thuần trên tay cơ lan truyền ra, mạch hồn tỏa ra ánh sáng chói mắt phản chiếu vào gương mặt còn chưa khô vết máu của hỏa hạ y lạc, hoặc nhìn rất giống một con thỏ trắng nhu nhược. Nếu như ta không mang ngươi tới đây, Vương Tước Nhật thần tinh hồn nhìn thấy ngươi sẽ ngay lập tức phá hủy mạch hồn của ngươi, trực tiếp áp giải về Hỏa Nguyên Ngải Nhĩ. Hắn không giống Kakata hiền hòa với ngươi đâu. Hơn nữa ngươi ở đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nếu ở bên Kakata sẽ trở thành món vũ khí lợi hại nhất, khóe miệng Hỏa Hạ Y Lạc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, giọng nói đã không còn ngạo khí ban đầu. Vũ khí lợi hại nhất? Là ý gì? Lan buông lỏng cánh tay đang bấu vào vạt áo của Hỏa Hạ Y Lạc, ngay cả bản thân cũng không dám tin mình có thể trợ giúp thương tận cái gì. Chỉ cần ngươi ở cạnh hắn, Kakata liền có thể dựa vào thiên phú, vận mệnh thẩm phán, đột phá mạch hồn của ngươi, từ đó trực tiếp điều khiển thiên phú của ngươi, tứ tượng cực hạn, trong thân thể ngươi không thể phát ra uy lực chân chính của nó. Chỉ cần Kakata có thể sử dụng cái thiên phú này hắn có thể lợi dụng nguyên tố đất kéo người phong nguyên xuống lòng đất, biệt kính không gian. Mặc dù hỏa tước trong không gian kính sẽ sinh ra cảm giác bí bách nhưng không giống người của phong nguyên mất đi lý trí, chúng ta có thể kích động khiến cho hồn lực càng thêm cường bạo. Không ai có thể dưới lòng đất đánh bại hỏa tước. Đây mới là lý do thật sự thương tẩn chứa chấp ta, ánh mắt cơ có chút ảm đạm như bị phủ một tầng sương mỏng. a à, hỏa hạ y lạc cười lạnh một tiếng, dựa vào thực lực của hắn cần gì phải chứa chấp ngươi để tăng thêm sức chiến đấu. Ca ca ta hồn lực dồi dào, lại có thiên phú thần cấp như vậy, trên đời này chỉ có quái vật mới có thể làm tổn hại đến hắn, nói đến anh trai mình, sát khí ngạo nghễ trực tiếp hiện lên trên mặt hỏa hạ y lạc, trong hắn có vẻ tương đối kích động, ca ca ta nếu thực sự cần tới ngươi cần gì phải thả ngươi đi. Ngươi nghĩ với năng lực của mình mà có thể sống sót rời đi khỏi hang động chết chóc, sao? Gờ Lan cúi đầu trầm mặt, đúng là cho tới bây giờ anh cũng không đoán ra năng lực của vận mệnh thẩm phán, đơn giản chỉ cảm nhận thấy nguồn năng lượng hủy diệt không thể nào kháng cự, so với khi anh ám hóa còn cường bạo hơn ngàn vạn lần. Qua rất lâu, anh dùng thanh âm trầm thấp hỏi, nếu đã như vậy, sao ngươi lại mạo hiểm phá hủy mạch hồn để đưa ta đến nơi này? Con ngươi màu đỏ của hỏa hạ y lạc đột nhiên mờ mịt đi, qua rất lâu hắn mới dùng giọng nói nức nở Glan chưa từng được nghe qua nói, ta không biết. Có lẽ là, 10 năm trước cũng là tại phong nguyên này, người ta tin tưởng nhất vĩnh viễn rời bỏ ta mà đi cho đến bây giờ ta vẫn không tin rằng trên đời lại có quái vật đáng sợ như vậy ta tuyệt đối không thể một lần nữa mất đi tại sao ngươi lại nói cho ta biết những bí mật này ta chẳng phải là người của thủy nguyên sao ngươi không sợ sau này ta dùng nó để uy hiếp các ngươi à gò má tinh xảo của clan hơi run rẩy ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị giống như đang cố gắng kiên cường đối diện với thi thể người bạn quá cố biết được những bí mật này ngươi vẫn nghĩ mình là người thủy nguyên à hai hàng lông mày sắc sảo của hỏa hạ y lạc nhíu lại hắn bối rối quay đi tránh không nhìn thẳng vào mắt cơ lan tập trung vào bốn bức tường băng cử độ có chút mất tự nhiên chẳng phải ngày trước là do chính vương tước thủy nguyên truy sát ngươi ép ngươi phải sử dụng trạng thái hắc ám sao người đã cứu ngươi cho ngươi một sinh mạng là ca ca ta thương tẩn người vẫn cố chấp một lòng vì cái quốc gia một rửa sắp đi đến bờ vực sụp đổ đó hay sao ngươi cảm thấy năng lực của thủy nguyên có thể chống chọi lại với hàng vạn hồn thuật sư cường đại của hỏa nguyên chúng ta sao ngươi đã sớm không còn là sứ đồ của thủy nguyên nữa ngươi phải nhớ kỹ bản thân mình bây giờ là sứ đồ tàn sát của hỏa nguyên ngải nhĩ đế quốc sứ đồ cấp 2 của tá chi cách thương tẩn ngay cả thiên phú ca ca ngươi vận mệnh thẩm phán cụ thể là gì ta còn không biết ngươi thấy ta có tư cách gì để làm sứ đồ của hắn glan bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng giống như nghe được một câu thoại cực kỳ nhàm chán Năng lực của vận mệnh thẩm phán trên thế giới này ngoài Bạch Ngân Tế Ti ra chỉ có kakata cùng hỏa vương bệ hạ biết, ngay cả ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn vận dụng toàn bộ thiên phú. Nhưng chỉ với một phần năng lực cũng đủ để hắn trở thành vương tước giết chóc kinh hoàng nhất lục địa Odin này. Đứng trên lập trường của ngươi, vị trí sứ đồ cấp 2 là vị trí được bảo hộ ưu ái nhất rồi. Trên đời này chưa có ai dám công khai tuyên chiến với vương tước và sứ đồ tàn sát của hỏa nguyên đâu bây giờ ta lập tức phải rời khỏi nơi này, người tốt nhất hãy an phận trở thành sứ đồ cấp 2 của hỏa nguyên đi. Hỏa hạ y lạc đặt tay phải lên mặt tường băng, một luồng hồn lực yếu ớt khẽ lưu động, sau đó tường băng như bị vẫy nham thạch nóng bỏng mà trong nháy mắt biến thành sương mù bao trùm lên người hỏa hạ y lạc. Máu động trên người hỏa hạ y lạc bị lớp sương mù biến thành chất lỏng hồng nhạt, khiến cho người ta buồn nôn. Thì ra đây là cách vận dụng hồn lực của hỏa tước trong truyền thuyết phương thức quỷ dị nhưng lại rất hiệu quả, ngay cả ma quỷ dưới địa ngục cũng khó lòng làm được. Rốt cuộc hỏa nguyên các người đang âm mưu cái gì? Gờ Lan nắm chặt hai tay thành quả đấm, trong mắt phản phất khí thế cao ngạo cùng tức giận. Giả tính trên mặt lộ rõ, trong anh bây giờ giống như một chiến thần cao quý. Hỏa hạ y lạc quay đầu liếc mắt nhìn Gờ Lan không nói gì. Hắn chậm chạp phá hư tường băng đi ra, bước chân có chút nặng nề. Hắn lấy trong y phục ra một cái hộp tinh xảo, hai tay vuốt ve mặt ngoài, sau đó một hoa văn hồn lực trên chiếc hộp hiện ra. Hình như trong đó là hồn thuộc bị phong ấn. Hỏa hạ y lạc tiếp hồn lực vào giải phong ấn rồi đó mở nó ra. Ba viên bảo thạch giống nhau hiện ra trước mắt cờ lan. Trừ màu sắc ra không có chút nào trên lệch, mỗi viên đều vô cùng hoàn mỹ. Hỏa hạ y lạc lấy ra một viên màu hồng thẩm cùng viên mày đen rót thêm hồn lực vào trong. Hắn lại quét mắt qua cờ lan, Ngạo khí dần khôi phục, sát khí lượng lờ giữa mi tâm. Nếu như ngươi còn dám quay về thủy nguyên ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi, thanh âm lạnh như băng không có chút do dự hay sợ hãi, giống như người vừa nằm trên đất không phải là hắn. Dây tiếp theo, mỗi huyển âm chói tai như kim loại ma sát vang lên, không khí kịch liệt vang vẹo. Hỏa Hạ Y Lạc hướng về G lan nở một nụ cười lạnh lùng tà ác, biến mất trong không trung. Thì ra mấy viên bảo thạch đó là quân cờ. G lan vung tay phải, tường băng vững chảy biến thành hàng vạn trong băng hướng về lãnh địa phong nguyên bắn tới. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn về phía lôi ân hải vực. Ánh sáng trong mắt anh lúc này không phải là tức giận, không phải là hận thù, không phải là bi thương, cũng chẳng phải hy vọng. Mà là một loại tuyệt vọng mênh mang. Vương tước chấm 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 chấm. Hang động chết chóc, hỏa nguyên ngải nhĩ đế quốc. Những bông tuyết màu trắng xám rối rít đáp xuống thân người của hỏa hạ y lạc, khiến cho chiến bào hình ngọn lửa vốn phiêu giật càng trở nên mê huyễn lãng du. Hắn đã sớm không để ý đến chúng nữa rồi. Hắn biết rõ mục đích của chuyến đi này không phải chỉ là để ngao sơn họa thủy tầm thường. Trong hỏa nguyên ngải nhĩ trừ, trái tim và nơi bí mật, chỉ còn hang động chết chóc mới sở hữu mật độ hồn vụ hoàng kim đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn, có thể trong chớp mắt nạp đầy nhật quan thần thuẫn phát huy tối đa năng lực ẩn dấu hồn lực của hồn khí này. Dù đây có là tấm lá trắng thần cấp, nếu như không có đủ hồn vụ cũng chỉ đủ để bản thân hắn ẩn thân không ai biết trong tương lai sẽ có quái vật gì đang chờ đợi không có nhật quan thần thuẫn hắn dù là vương tước giết chóc cũng bị giảm bớt mấy phần thực lực chú thích cho bạn nào quên ở chương trước thương tẩn đã nhắc đến việc bạch ngân tế ti trang bị đủ các công cụ cần thiết cho hỏa hạ y lạc để cậu ta trở thành vương tước giết chóc kế nhiệm thương tẩn theo như ta nghĩ có lẽ họ sợ thương tận tới phong nguyên lại mất tích như viêm tính nên mới chuẩn bị phương án dự phòng là hỏa hạ y lạc nên hỏa hạ y lạc nói mình là vương tước giết chóc là không sai nhé. Nghĩ tới đây, hỏa hạ y lạc càng tăng nhịp bước chân. Lục độ vương tước, nơi này không phải là nơi những vương tước cấp thấp tùy tiện ra vào đâu, trong không khí đột nhiên truyền tới giọng nữ cao lạnh như băng đầy dẻo cực cùng miệt thị. Là ai? Mau ra đây cho ta. Hỏa hạ y lạc giống như con sư tử bị người ta chọc giận, gương mặt anh Tuấn lộ ra vẻ dữ tợn, hồn lực mãnh liệt mênh mông thổi tung vạt chiến bào như ngọn lửa vũ động trong không trung. Dường như chỉ một kích động nhỏ thôi hắn có thể xé nát đối phương vậy. Ở nơi xa bước tới một thân ảnh bị bao phủ hoàn toàn bởi trường bào màu lam nhạt, hai con ngươi lộ ra phản phất hơi thở của bóng đêm, xinh đẹp sắc sảo cùng băng lãnh không ai nhìn thấu được nội tâm bên trong. Lông mi dài cong cong hình bán nguyệt, tản ra mỹ cảm siêu hồn phách lạc ngươi còn mang theo một đứa con nít hỏa hạ y lạc tràn đầy kinh ngạc cùng thắc mắc ngươi rốt cuộc là ai ta là sứ đồ cấp một sứ đồ hải ngải ly á sứ đồ hải hỏa hạ y lạc gần từng chữ trong giọng nói đầy bi thương cùng thống khổ không thể kìm nén hắn cúi đầu một giọt nước mắt trong suốt rơi vào trường bào hình ngọn lửa ngạo khí ngút trời trong nháy mắt không còn một mảnh lúc này hắn giống như một đứa nhỏ ủy khuất Thành thật ra bình thường thì hắn vốn chẳng khác một đứa con nít bướng bỉnh là mấy. Ngải Ly Á nhìn hỏa hạ y lạc, lúng túng không biết làm thế nào. Ai mà tưởng tượng được một phương tước cao cao tại thượng ngay cả cái chết cũng không sợ lại có thể đứng trước mặt người khác khóc thúc thích. Ngải Ly Á vừa định bước lên trước xem hỏa hạ y lạc xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức khựng lại. Một cổ hồn lực cực đại như gió lốc cuồng nộ ngay lập tức nổi lên, vô số, bông tuyết, màu xám bị hất tung, hỗn loạn bay tứ tán tại trung tâm của cơn bão tuyết chính là hỏa hạ y lạc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên biểu cảm trên gương mặt trái ngược hoàn toàn với những gì ngải ly á thấy khi nãy trên mặt hắn lúc này không có một tia yếu đuối khí thế bất hảo khiến đối phương cũng phải rùng mình run sợ hết sức kiên nghị cùng quật cường đồng tử màu đỏ phản phất bóng hình ngọn lửa cháy hừng hực vô số mạch hồn hiện lên trên thân thể hồn lực cùng giả bạo phát như đất trời rống giận trên làn da trơn nhẵn thậm chí đã có một chút máu chảy ra. Người dám phát động hồn thuật cấm kỵ, con mắt của Ngải Ly Á đang nghe truyện trên TV audio CV trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, thanh âm lạnh lùng giờ đây đã có phần vội vã, trên người nàng cũng xuất hiện những mạch hồn chằng chịt. Tia sáng chói mắt xuyên qua lớp trường bào màu lam hắt lên đám bụi đỏ đặc hữu của hang động chết chóc, giống như mặt trời lúc bình minh xua tan đi bóng tối, vạn phần thanh khiết. Nàng ôm chặt bọc chăn màu trắng trong ngực, lùi về sau lao đi. Theo bước chân của nàng, những bông tuyết màu xám tro bị cuốn theo, vần vũ dưới vạt trường bào. Trong nàng bây giờ không khác gì một con lam xí xinh đẹp vỗ cánh trong gió bão. Lùi về sau được khoảng 50 thước ngải ly á mới quay đầu lại nhìn. Nét mặt của nàng trở nên chật vật, hơi thở trong phút lơ đãng thay đổi dồn dập. Những bông tuyết vẫn vô tư rơi đầy trên vai áo khiến thân ảnh của nàng nhòe đi. Hỏa hạ y lạc ở nơi xa đã không còn bóng dáng, đối với ngải ly á bây giờ chính là rất vấn đề khó giải quyết một phương tước có thiên phú dịch chuyển tức thời nhất định không phải chuyện đùa ngải ly á cố gắng cảm ứng hồn lực xung quanh đến giới hạn nhưng cũng không có cách nào xác định rõ vị trí của hỏa hạ y lạc không phải là không thể cảm nhận được mà lạc hang động chết chóc lớn như vậy khắp nơi đều xuất hiện hồn lực cuồng bạo của hắn không thể nào phát hiện được chính xác hỏa hạ y lạc đang ở nơi nào ngải ly á lo lắng chờ đợi tầng mồ hôi miệng rịn ra thấm ướt lưng áo trường bào. Nàng nâng lên cánh tay trái, một tia hồn lực xuyên qua lụa mỏng trên tay phát ra ánh sáng rạng ngời, ngưng kết thành một ngọn lửa nhảy nhót trên tay nàng. Ngay lúc đó, một luồng hồn lực bén nhọn đột nhiên phát nổ phía sau lưng cùng tiếng sấm. Toàn bộ bông tuyết và bụi đỏ xung quanh ngải ly á bị hất tung lên, trong một khoảnh khắc giống như thời gian trên thế giới đã ngưng động, vô số ngọn lửa từ dưới đất phun trào, mang theo sát khí nghi ngút bao trùm lên, hang động chết chóc trận chiến sống còn bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hỏa hạ y lạc quỳ một chân xuống đất, máu tươi từ trong miệng chảy ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất đỏ rực kinh hoàng. Ở bên này, ngải ly á mỉm cười phản phất bóng dáng của một vương tước trẻ tuổi, trong ánh mắt đầy vẻ dễu cực. Đúng là hồn lực bộc phát của hỏa hạ y lạc vừa rồi đã vượt xa thực lực của một vương tước cấp 6, tuy nhiên, thế. Nào, đây là năng lực mạch hồn thừa kế từ phụ thân mà hắn không biết bỏ mặt ta cùng anh trai yêu quý nhất cận kề cái chết trao cho ngươi, sứ đồ hải trong đồn đại đây sao? Không phải chỉ có như vậy phải không? Có bản lĩnh trở lại đây, ta sẽ cho kết liễu ngươi ngay tại nơi này, hỏa hạ y lạc ôm vết thương trên ngực trái, máu từ vết thương rỉ ra nhuộm bàn tay trắng nõn thành màu đỏ tươi đẹp. Dù bị đánh trong thương, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn vẫn không có chút nào thay đổi khiến người ta phải rùng mình, dường như đã quyết tâm cho dù phải cùng đối thủ chôn chung tại nơi này hắn cũng cam lòng. Ha ha! Sứ đồ hải ngải ly á khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, những vương tước cấp thấp như ngươi chưa bao giờ thấy mặt ta là phải. Sau này đi ra ngoài nên nhớ, ngàn vạn lần đừng nói mình là vương tước của hỏa nguyên, hỏa nguyên chúng ta không có kẻ nào yếu đuối như ngươi đâu. Thật là đáng thương nha! Ta ấy à! không phải là sứ đồ hải của phụ thân ngươi tá chi cách viêm tính mà là sứ đồ dưới trướng của vương tước cấp một đương nhiệm. Đừng nói viêm tính đã mất tích nhiều năm, kể cả ông ta có ở đây cũng chỉ có thể xếp hàng thứ ba thôi. À không, phải là hàng thứ hai mới đúng, dù sao bây giờ vương tước cấp hai hiện tại cũng chẳng có bản lĩnh gì hơn người. Nói thật ra nếu hắn leo lên làm vương tước cấp một cũng sẽ lại mất tích ở phong nguyên thôi, thật là mất mặt hỏa nguyên chúng ta mà câm miệng cho ta hỏa hạ y lạc trong nháy mắt vọt tới ngải ly á nhưng vẫn như lần trước không chạm vào nổi nàng ta giống như đụng phải một vách tường vô hình bị bắn ngược lại tuy nhiên bất kể hắn có tiêu hao quá nhiều hồn lực chỉ cần không chết vẫn có thể sử dụng dịch chuyển tức thời ưu thế về công kích tốc độ là vũ khí áp đảo tuyệt đối của hắn từ đầu đến chân ngải ly á dường như bị bao phủ bởi một lớp lá trắng bất kể tốc độ của hỏa hạ y lạc kinh khủng bao nhiêu cũng như đụng phải tường có cố đến quát đầu chảy máu cũng sẽ bị phản ngược lại. Tốc độ kinh hoàng cũng chỉ khiến hắn giống như một giả thú trống giận, cùng lắm hù dọa được kẻ yếu thôi. Hỏa hạ y lạc quỳ một chân xuống đất chống đỡ thân thể, máu từ trong khóe miệng rỉ ra nhưng trong mắt vẫn là tia giảo hoạt không có chút thần sắc mỏi mệt. Thế nào, sứ đồ hải cũng chỉ như cá núp trong ao, ẩn mình sau lớp bảo vệ của hồn khí hay sao, hay chỉ là loại phế vật không dám đối kháng trực tiếp. Nếu ngươi cảm thấy có thể bình an vô sự sau tấm lá chắn đó thì ngươi thật quá khinh thường hỏa hạ y lạc này rồi. Bây giờ ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những lời nói ban nãy. Chuẩn bị chết đi. Nữ nhân sất sượt. Hỏa hạ y lạc đã bị đánh ngã lăn trên đất, miệng không ngừng rỉ ra máu mà vẻ cương nghị vẫn như cũ không có chút dấu hiệu sợ hãi. Hắn âm thầm điều chuyển hồn lực đánh vào tước ấn trên vai trái, một quả cầu lửa ngay lập tức hình thành trên tay phải. Chết đi, nữ nhân ngu xuẩn. Quả cầu trong tay Hỏa Hạ Y Lạc được giải phóng, ngọn lửa cao hàng vạn trượng nhanh chóng bao vây Ngải Ly Á. Ngải Ly Á nở nụ cười đặc biệt khoa trương như vừa thấy một chuyện rất buồn cười, vô ích thôi, nàng đưa tay trái không ôm đứa bé ta đung đưa nhẹ một cái, ngọn lửa bị hấp thu xuống lòng đất, Hỏa Hạ Y Lạc, ngươi đích thị là di truyền từ phụ thân ngươi, rất đáng yêu nha chẳng lẽ ngươi không biết mạch hồn của vương tước cấp 6 không có tác dụng tấn công tầm xa sao, giới hạn nguyên tố tấn công cũng rất eo hẹp. Nhưng đúng là, ngải ly á không kịp nói hết câu, bởi vì trận đau nhức đến tâm thần phế liệt mà ngay lập tức im bặt. Phía sau nàng, một vết thương sâu tới xương trên vai trái kéo dài đến tận hông. Máu đỏ thấm đẫm trường bào, da thịt trắng mút lộ ra bê bết máu khiến người ta nhịn không được mà đau lòng. Ngải ly á té xuống đất, trong mắt đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên không thể nào ngươi làm sao có thể phát tan lớp phòng ngự không gian của hỏa ngự chi thuẫn tuyệt đối không có khả năng này nữ nhưng ngu xuẩn đừng quên ta là vương tước đã sở hữu hồn thú không nói quá thì cũng đủ để đối phó với ngươi hồn thú không phải chính là một trong những vũ khí đắc lực nhất của một hồn thuật sư sao hỏa hạ y lạc khóe miệng hơi nâng lên trong ánh mắt lóe lên sát khí cùng đắc ý ta cũng không nghĩ tới nó lại là hỏa ngự chi thuẫn có khả năng phòng ngự hết sức hiệu quả, bất kể là hồn thuật sự hay hồn thú, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ không có cách nào đột phá. Nếu là mấy năm trước ta quả thật không có cách nào đối phó với ngươi, đáng tiếc ta mới lấy được hồn thú Lưu Ảnh Điện Lang, ngay cả Nhật thần chiến giáp của vệ sĩ bên cạnh Hỏa Hoàng cũng có thể một đao chém thành mảnh vụn, huống chi là món hồn khí này của ngươi. Ban nãy ta chỉ định thử xem thực lực sứ đồ hải là cái dạng gì, chưa vào trận chiến đã tự bao lấy mình đến gió thổi không lọt. Thế nào? Lưu ảnh điện lang cũng được đó chứ. Một cái bóng như chớp thoáng qua trên người ngải Ly Á, thì ra là nàng ta đã thu lại lá trắng, trong không gian còn vương lại một ít bột màu đen. Một gương mặt tinh xảo lộ ra giữa thiên địa, đối diện với hỏa hạ y lạc. Chưa kể đến đôi mắt xinh đẹp, hai hàng lông mày lá liễu như được hao tâm tổn sức tô điểm bởi họa sĩ tài danh, sống mũi cao thẳng, giống như được điêu khắc mà thành, khuôn miệng nhỏ nhắn bờ môi căng mọng khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Làn da trắng nõn không tì vết, dù là thiếu nữ quý tộc cũng sẽ than thở vì ganh tị. Dung nhan diễm lệ nhưng sau lưng lại tỏa ra sát khí ngùng ngục, mang đến mỹ cảm khó lòng kháng cự tựa như một đóa hồng thấm đẫm máu tươi phủ đầy gai độc. Gián dấp còn trẻ mà đã có thể sử dụng hồn thuật thành thạo như vậy sao? Còn cái thứ ngươi đang ôm trong ngực, ta vừa trong thoáng qua có vẻ như là một đứa bé, mang theo trẻ nít chạy loạn, ngươi thật không bình thường hỏa hạ y lạc nhẹ lau đi vết máu trên miệng trường bào phấp với đầy lẫm liệt ngọn lửa lại tiếp tục hình thành trên tay dường như trong chốc lát có thể tiếp tục phá hủy mọi phòng ngự của ngải ly á mà kết liễu nàng còn không mau phát động thiên phú đi nếu không thì ngươi sẽ chết ngay bây giờ đấy nữ nhân xất xược ngải ly á từ dưới đất bò dậy vết thương sâu hoắm sau lưng đang từ từ khép lại máu tươi vẫn không ngừng ồ ạt chảy ra ai nhìn thấy cũng phải đau lòng huống chi trong ngực nàng còn ôm một đứa bé. Đáng lẽ ra nàng không nên sinh ra ở hỏa nguyên. Tất cả hồn thuật sư hỏa nguyên đều là trời sinh máu lạnh tử thần. Để cho cô ta biết lợi hại đi, lưu ảnh điện lang thanh âm hỏa hạ y lạc lạnh lẽo như vọng lên từ dưới địa ngục. Không có lệnh của bạch ngân tế ti, ngươi lại dám giết sứ đồ cấp 1. Ngải ly á hoảng sợ nhìn hỏa hạ y lạc, không dám nghĩ đến hắn lại dám giết mình. Đúng thì thế nào? Hỏa hạ y lạc châm biếm, bạch ngân tế ti không phải đã hạ lệnh bất cứ ai mạo phạm đặt chân đến hang động chết chóc mà không có sự cho phép có thể lập tức giết chết rồi sao? Tại nơi này, trừ ca ca ta vương tức giết chóc thương tẩn, tất cả đều phải chết, ngươi là người của phong ngữ, đương nhiên phải biết chỉ có vương tức giết chóc cùng sứ đồ của hắn mới được phép thi hành mệnh lệnh này, ngải ly á vừa nói vừa len lén đưa tay đặt lên đám bụi đỏ ở sau lưng. Lặng lẽ phát động thiên phú của mình, ngươi nghĩ hắn không đủ năng lực thực thi mệnh lệnh à? Thật có chút buồn cười nha, Hỏa Hạ Y Lạc làm ra dấu tay kỳ quái, giống như ra chỉ thị, nghe cho kỹ đây, ta là người phụ trách phong ngữ, ngay cả sự tồn tại của ngươi ta cũng không biết thì ngươi lấy gì chứng minh mình thực sự là sứ đồ hải? Còn có vương tước cấp 6 cũng coi như là tồn tại đặc thù, tuy không hẳn là phụ trách ám sát nhưng dưới những tình huống gây nguy hại đến ngải nhĩ đế quốc có thể tùy ý giết người mà không cần sự cho phép của Bạch Ngân Tế Ti. Ban đầu ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng vì bị trọng thương bởi hỏa ngự chi thuẫn trong lúc có chút mất kiểm soát thả lưu ảnh điện lan ra nó vì bảo vệ chủ nhân mà lao vào tấn công ngươi giết ngươi cũng thật đáng tiếc sứ đồ hỏa nguyên chúng ta lại bị một con hồn thú giết chết chẳng phải là xấu mặt lắm sao nhưng bạch ngân tế ti cũng sẽ không vì chuyện này mà trách phạt ta đâu đồng tử ngải ly á đã bắt đầu ngưng tụ tựa như thấy được cánh cửa địa ngục từ từ mở ra nàng theo bản năng ôm chặt đứa bé vào lòng xung quanh nàng là tĩnh lặng dị thường. Ánh mắt hỏa hạ y lạc thâm thúy màu vàng kim như bị phủ một lớp băng mỏng, sát khí lạnh lẽo từ từ dâng lên. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm ngải ly á đem nàng vùi trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Cái gì? Hỏa hạ y lạc tung người bật một cái, không khác gì lưỡi dao sắc bén được tuốt ra khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời. Chính là bây giờ, đôi mắt của nàng chuyển thành màu máu, một dòng nham thạch từ dưới lòng đất phun ra trực tiếp xông về phía hỏa hạ y lạc không có bất kỳ một âm thanh dãy dụa hay phản kháng nào hỏa hạ y lạc bị nham thạch bao lấy kéo xuống mặt đất văng ra vô số tia lửa sôi sục kết thúc rồi sao nàng khuỵ xuống mặt đất mặt mũi tinh xảo bị mồ hôi dính bết vào miệng mở ra hớp từng ngụm không khí tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài sắc mặt trắng bệt viết đầy sợ hãi vừa rồi nàng chính thức là trở về từ quỷ môn quan chỉ chậm vài tích tắc nữa thôi sẽ bị lưu ảnh điện lan xé vụn Đối với lưu ảnh điện lan trong truyền thuyết nhanh nhẹn như lưu ảnh, tấn công như chớp điện, tốc độ có thể sánh ngang với hồn thú thượng cổ hệ hỏa, nàng mất đi hiệu lực của hồn khí, tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Hơn nữa hỏa hạ y lạc thực lực không thể xem thường. May cho ngải ly á, khi nàng phát động thiên phú có thể trong nháy mắt phản kích kéo hỏa hạ y lạc xuống vĩnh hằng địa ngục, lại có thể hạ gục luôn cả lưu ảnh điện lan vì mất đi chủ nhân, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Ngải ly á co quắp tê liệt ngồi dưới đất, mặt mũi chậm chạp khôi phục lại huyết sắc. Nàng đưa ra tay trái không ôm đứa nhỏ huy động hồn lực. Nham thạch nóng bỏng dưới lòng đất lại mãnh liệt phun ra, ngải ly á khẳng định mình đã đánh trúng hỏa hạ y lạc nhưng vẫn không thể khinh thường. Dù gì hỏa hạ y lạc cũng là vương tước, hơn nữa còn phụ trách tổ chức phong ngữ, hắn tuyệt đối có ưu thế. Trên lý thuyết, có thể phản kháng lại dung nham mình dâng lên chỉ có vương tước của mình cùng sứ đồ địa. Mới vừa rồi nhìn qua công kích chỉ tương đối bình thường như trên thực tế ngải ly á đã rót đến chín phần hồn lực. Ở hỏa nguyên này vương tước có thể thoát khỏi công kích bắt buộc phải có thực lực vô cùng kinh khủng. Loại trình độ này tuyệt đối có thể hủy diệt cả thiên địa. Nghĩ tới đây, lông mày nhíu chặt của ngải ly á dần dần giãn ra. Cuối cùng cũng đã kết thúc, ngải ly á rủ xuống cánh tay trái mất tự nhiên, vết thương sau lưng đã khiến lực duy trì thiên phú của nàng có chút khó khăn. Có thật như vậy không? nữ nhân ngu xuẩn thanh âm quỷ mị vang lên từ huyệt động thâm trầm a à, ngải ly á thép lên bật xa khỏi mặt đất cố gắng phát động công kích nham thạch một lần nữa dung nham bị tích tụ lâu năm trong lòng đất phun trào như rồng lửa ngọ ngoại chuẩn bị phá hủy tất cả sinh linh xung quanh vẫn trống trải yên tĩnh trừ tiếng vang của bọc nham thạch ngải ly á có thể nghe thấy tim mình đập mạnh loại yên tĩnh này thật sự hành hạ con người nàng nổi điên vung tay trái nhưng không giống nàng dự đoán có thể triệu hồi thêm nhiều dung nham mà ngược lại tay trái còn bị cuột mạnh văng ra ngoài. Tay Ngải ly á cúi đầu, giá rét cùng đau đớn thấu xương trong nháy mắt dâng lên, nàng trông thấy bàn tay mình chỉ còn ngón tay cái, máu thịt túa ra trên xương trắng bị chặt đứt, nhiễm đỏ một mảng lớn dưới chân. Thật là lợi hại nha. Thì ra ngươi còn có thể dân dung nham. Đã xem thường ngươi rồi cùng với một âm thanh bén nhọn, hỏa hạ y lạc trong không khí lộ diện. Sau lưng hắn là một con sói màu bạc tỏa ra tia sáng kỳ dị, thân thể còn có vài bộ phận giống như côn trùng, tổng thể nhỏ hơn so với các hồn thú cấp cao nhưng giống như bàn tay tử thần tỏa ra hơi lạnh khiến người ta phải phát run. Cái này, không thể nào, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Vương Tước cấp 6 cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngải Ly Á trong mắt mơ hồ có chút ương ước, giống như cố vớt vát lại chút cơ may sống sót, tuyệt vọng cúi đầu nhìn đôi mắt vàng kim của thứ mình ôm trong ngực cứu cứu ta thế nào vương tước của ngươi cũng ở đây sao vừa hay minh đạo rất dài một mình ngươi thì quá cô đơn hỏa hạ y lạc ta hôm nay sẽ làm việc thiện đưa đám rác rưởi giả mạo vương tước cấp một các ngươi cùng nhau xuống địa ngục thật là ngu ngốc không bao giờ có cửa cho lũ người các ngươi đâu coi như phụ thân ta không còn là vương tước cấp một cũng chẳng tới lượt thiên phú triệu hồi dung nham vớ vẫn đứng ở vị trí ấy dù gì ta cũng phải thừa nhận khi đối chiến với địa tước, thiên phú như vậy có thể áp đảo đi. Nhưng ta là vương tước cấp 6, chẳng lẽ lại không thể vượt qua ngươi? Các đời vương tước cấp 6 trước đều nổi tiếng về công kích tốc độ cùng hành tung bí ẩn, ngay cả hồn thuật sư hoàng tộc cũng không sánh bằng. Dung nham ngươi dân lên ban nảy quả thật đã hấp thu một lượng không nhỏ hồn lực, sức hủy diệt không thể đem so với loại dung nham tầm thường. Ngươi còn đánh lén ta lúc ta không để ý, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bị ngươi giết chết rồi đáng tiếc đáng tiếc ta không thích bị người khác kết liễu đâu bởi vì chỉ có vương tước giết chóc mới có tư cách chấm dứt mạng sống của người khác nha hỏa hạ y lạc cố ý dừng lại có vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc này nữ nhân láo xược ngươi biết nguyên nhân thất bại là gì không để ta cho ngươi biết đó là vì đối thủ của ngươi hôm nay là hỏa hạ y lạc ta đây nếu không phải lưu ảnh điện lang thích đùa bỡn với con mồi cái đầu của ngươi không chừng đã lăn lóc dưới chân ta từ lâu rồi. Bất quá, ta bây giờ cũng không vội, nếu như ngươi nói cho ta biết lý do giả mạo sứ đồ cấp 1, ta có thể cân nhắc cho ngươi lựa chọn phương thức chết. Bây giờ, đem đứa bé trong ngực ngươi. Thanh âm của hỏa hạ y lạc đột nhiên ngưng bạc, giống như thần chết âm thầm cắt đứt cổ họng hắn. Hắn rõ ràng cảm thấy một cảm giác bí bách không thể giải thích được, khiến con người ta hít thở không thông, hết sức âm trầm quỷ dị. Mau kết liễu cô ta đi. Mau lên. Hỏa hạ y lạc dùng sức thét lên. Sợ hãi nuốt mất lý trí, gương mặt anh Tuấn giờ đây đã trở nên dữ tợn. Nhưng đối thủ đã không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hai tia chớp màu tím to lớn mạnh mẽ phá tan sự yên tĩnh của đất trời, tốc độ kinh hoàng không thể nào tránh nổi đánh trúng hỏa hạ y lạc cùng lưu ảnh điện lan. Hỏa hạ y lạc ngã lăn ra đất, ngực bị xuyên qua tầm một tấc, máu đỏ chảy ồ ạt ra ngoài lưu ảnh điện lang bị gạt ngã cũng nhanh chóng bò dậy che chắn cho chủ nhân hai chi trước sắc bén như lưỡi hái tử thần điên cùng huy động tùy thời điểm sẽ đem bất cứ kẻ nào muốn đến gần hỏa hạ y lạc cắt thành một đống thịt vụn lớp lông cứng như sắt thép hoàn hảo không chút sức mẻ màu ánh kim chói mắt khiến nó trông như một kỵ sĩ bạc trắng trên chiến trường xem ra cho dù tia chấp tấn công bất ngờ ban nãy không thể đã thương nó thì ra là vương tước giết chóc lại thích nói huyên thuyên như vậy sao Sao từ sớm không chặt đầu ngải ly á luôn, cần gì phải hao tâm tổn sức bày ra kế hoạch ám sát này. Trong mắt ngải ly á hiên ra một màu vàng kim quỷ dị, gương mặt không có một chút biểu cảm, lạnh như băng giống như vừa bị tước đi linh hồn. Có ý gì? Đại thiên sứ. Hỏa hạ y lạc nhẹ nhàng vuốt ve vết thương loan lỗ máu, trong nháy mắt liền khép lại không còn chút tâm hơi. Ngươi làm thế nào lại đoán được ta là sứ đồ thiên? Ngải ly á vẫn như một bức tượng gỗ, ngay cả môi cũng không nhúc nhích lấy một cái âm thanh truyền tới như phát ra từ dưới địa ngục khiến người khác không khỏi trận tóc gáy bản chất của lửa là ánh sáng và nhiệt trừ ngọn lửa đơn thuần dung nham lôi điện thậm chí ánh mặt trời cũng có thể định nghĩa là hỏa nguyên tố bất quá không giống nước gió và đất lửa không tồn tại cố định có thể tùy ý xuất hiện và biến mất không thể dự đoán tính cường đại cùng hủy diệt trừ ngọn lửa tinh thuần Hỏa tước có khả năng hủy diệt kinh khủng nhất lục địa Odin, nhưng nếu không có dung nham và lôi điện cũng không thể tổng hợp được nguyên tố lửa trong điều kiện tự nhiên. Để có thể chiến đấu ở mức cao nhất, chúng ta phải tìm được cách sử dụng tốt các nguồn nguyên tố hiếm hoi trong tự nhiên. Lịch sử ngải nhĩ đế quốc không có ghi lại nhưng để giải quyết vấn đề này, các đời sứ đồ cấp 1 đều đặc biệt nghiên cứu, trong đó sứ đồ thiên phụ trách nghiên cứu điều khiển lôi chớp. Từ đó ta đoán được từ chiêu thức công kích vừa rồi, người chính là sứ đồ thiên Ta đoán đúng không, nhóc con? Ngươi quả thật rất hay nói huyên thuyên nha. Giống như con rối bị người ta điều khiến, hai mắt ngải ly á hiện ra màu vàng dị thường, không có con ngươi, cũng không có lòng trắng. Nàng giơ lên bàn tay trái chỉ còn lại một nửa, quan sát nó thật nghiêm túc, sau đó đột nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống chặt đứt cổ tay nàng, máu tươi mãnh liệt phun ra, cái bàn tay này thật khó nhìn a. À. Hỏa Hạ Y lặc trợn tròn mắt, hắn không thể nghĩ tới sứ đồ thiên lại đối xử tàn nhẫn như thế với sứ đồ hải ngươi rốt cuộc là quái vật gì vì sao lại tồn tại dưới hình dạng một đứa trẻ thiên phú của ngải ly á nếu không nhìn lầm rất giống thiên phú đã thất truyền của phụ thân ta phệ hồn ám hóa và hỏa thần nộ hống biến mặt đất thành dung nham cho dù ở đáy biển cũng không ngoại lệ có thể tạo trận thuộc tính hỏa hoàn hảo để đối chiến đối phó với địa tước Thiên phú kiểu như vậy rất cường đại nhưng tuyệt đối không thể xếp thứ nhất. Cho dù trước khi thất truyền cùng lắm cũng chỉ xếp thứ ba thôi. Thế nhưng vừa rồi ta thấy ngươi phát động ti chớp, nhất định ngươi là đại thiên sứ, lộ Tây Pháp. Có thể nói tại sao ngươi và Ngải Ly Á lại có can hệ không? Nếu ngươi từ chối, ngươi cũng thấy công kích vừa rồi không đã thương được Lưu Ảnh Điện Lang, ta sẽ tiếp tục bắt nó thi hành mệnh lệnh giết Ngải Ly Á, người ở trong hình dạng trẻ nhỏ bị vứt xuống đất cũng không thoải mái lắm đâu. hỏa hạ y lạc không kiềm chế được mà nở một nụ cười tà ác. bộ dáng vênh váo, ta muốn xem ngươi làm sao bây giờ khiến cho hắn trông hết sức trẻ con. ha 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 ha! tiếng cười ác ma cao vút của trẻ con mang đến cho người nghe cảm giác như một bộ xương rửa nát vút ve sau lưng mình. lục độ vương tước, ngươi tốt nhất không nên đánh giá mình quá cao. nếu không, đứa trẻ trong lòng ngải ly á không có tiếp tục nói, bởi vì lúc này lưu ảnh điện lang bất ngờ dơ chi trước sắc bén đặt bên cổ họng hỏa hạ y lạc máu tươi rỉ ra từng giọt sắc khí tỏa ra ngùn ngụt bao lấy hắn cái gì hỏa hạ y lạc hoảng sợ nhìn thú cưng lưu ảnh điện lang của mình nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt màu vàng mê huyễn chúng ta trao đổi một chút có được không lục độ vương tước ta có thể từ chối sao ai mà biết được lưu ảnh điện lang rút chi về phi thân nhảy một cái như tia chớp nhẹ nhàng đến bên ngải ly á lục độ vương tước thực ra ta đã thấy được trong tất cả các vương tước trừ vương tước cấp một ra ngươi chính là kẻ mạnh nhất thông minh nhất thật sao ta chẳng lẽ lại có thể mạnh hơn ca ca ta vương tước thương tẩn ta đã thấy được ở ngươi bóng dáng của vương tước cấp 2 rồi hỏa hạ y lạc chấm ba chấm lục độ vương tước hãy trao đổi đi chúng ta hiện đảm nhiệm sứ đồ cấp 1, hành tung hoàn toàn phải giữ kín kể cả ngươi phụ trách phong ngữ cũng không có quyền được biết ta sẽ phá lệ nói cho ngươi biết nhiệm vụ lần này của ta hơn nữa ngươi nhất định rất muốn biết tin tức về vương tước đã mất tích phụ thân ngươi tá chi cách viêm tính phải không một số điều ta có thể cho ngươi biết là cơ mật mà ngoài sứ đồ thiên không ai không ai có tư cách tiếp cận nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ ta còn có thể cho ngươi biết tước ấn cấp một nằm ở đâu không phải vương tức cấp 6 thiên phú là dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt di động đến bên đối thủ, phá nát tức ấn của họ hay sao? Ngươi hận sứ đồ hải như vậy, thậm chí vừa nhìn thấy Ngải Ly Á đã phẫn nộ cực điểm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này. Thanh âm lạnh lẽo không có một chút tình cảm, như một con ác ma vừa chui lên từ địa ngục. Ngải Ly Á bị thôi miên đứng thẳng trên nền đất, cặp mắt vàng kim tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vết thương trên cổ tay không có dấu hiệu khép lại. Có lẽ nàng cũng không biết được bản thân mình đã trở thành con cờ trong tay người khác. Làm sao ngươi biết ta rất hận sứ đồ hải? Rất đơn giản, Ngải Ly Á vừa mới nói ra thân phận của mình, ta liền cảm thấy có một lượng hồn vụ hoàng kim cực đại nhưng bị che giấu vô cùng kín kẻ đột nhiên sao động. Trong hỏa nguyên đế quốc chỉ có hai nơi có mật độ hoàng kim cực cao có thể khiến hồn thuật sư chưa khỏi vết thương theo cấp bội số. Một trong số đó là hang động chết chóc. Qua lâu như vậy, vết thương của ngải ly á không có dấu hiệu phục hồi. Cách giải thích chỉ có thể là ngươi đã hấp thụ phần lớn hồn vụ hoàng kim ở đây. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được, cho nên hồn khí của ngươi phải đứng hàng rất cao, một trong những vũ khí ám sát bậc nhất, nhật quan thần thuẫn. Lúc ngươi đối chiến với ngải ly á, biết rõ cô ta dùng hồn khí phòng ngự nhưng vẫn không ngừng tấn công, chỉ có thể là ngươi đang đợi nhật quan thần thuẫn nạp đủ hồn vụ mới chính thức giết chết ngải ly á. Có thật như vậy không? đại thiên sứ vậy tại sao ta lại thả ra lưu ảnh điện Lang hỏa hạ y lạc nâng tay phải dùng ngón trỏ chậm rãi ma sát vết thương trên cổ vệt máu nhoe nét trên cổ bị hắn nhẹ nhàng lau đi đây là lý do ta quyết định làm một giao dịch với ngươi khi nhật quan thần thuẫn chưa được nạp đầy nó chỉ có thể đủ che chắn dấu hiệu hồn lực của mình ngươi thôi ngươi không hề biết lai lịch của ngải ly á cô ta lại dám một mình ôm trẻ nhỏ đến hang động chết chóc nhận mình là sứ đồ hải ít nhiều cũng khiến người ta dè chừng. Ngươi đợi cho Nhật Quang Thần Thuẫn có thể phát huy năng lực mạnh nhất không chỉ che chắn được dấu hiệu hồn lực của ngươi mà còn cả hai người bọn ta nữa. Sau đó ngươi mới thả hồn thú ra kết liễu ngải ly á, ngươi nhất định sẽ không để Bạch Ngân Tế Ti biết ngải ly á chết là do ngươi cố tình ám sát. Hỏa hạ y lạc mặt xám xịt như tro, cúi đầu trầm mặt không có nói câu nào. Không có ai biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng nặng ra được mấy chữ tại sao ngươi lại cảm thấy ta có cái gì để trao đổi với ngươi, có thể làm được cái ngươi yêu cầu hay không? Tạm thời không tính thủ đoạn vừa rồi. Ngươi có thể trách được công kích dung nham, điều này làm ta thấy giật mình. Ta ban đầu cho rằng ngươi dùng dịch chuyển tức thời để né tránh, nhưng suy nghĩ nghĩ một chút mới thấy rằng căn bản không có thể. Bởi vì ngải ly á đã đánh trúng ngươi hoàn toàn, ngươi không thể ngay lập tức phản ứng không gian đầy đủ thiên phú dịch chuyển tức thời vẫn có một hạn chế rất lớn dù ưu thế của nó là tốc độ cực hạn ngươi chắc chắn đã tiếp nhận hoàn toàn công kích dung nham không là sứ đồ địa đương nhiệm nhưng ngươi lại có thể miễn nhiễm với công kích dạng này thật sự rất bất ngờ ngươi còn có nhật quan thần thuẫn hồn khí thần cấp cùng lưu ảnh điện lan hồn thú hệ hỏa cấp cao dựa trên cảm nhận về hồn lực ngươi vẫn chưa có hồn thú thứ hai hồn khí của ngươi sau này cũng sẽ trở nên vô ích vì ngươi còn có thể giống như vương tước thương tận lấy được hồn thú thứ hai mạnh gấp nhiều lần hồn thú thứ nhất. Nói như vậy, thực lực của ngươi tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc thứ sáu rồi. Huống chi, để có hồn lực cực đại vừa nãy ngươi đã phát động hồn thuật cấm kỵ, phệ hồn, không thể không thừa nhận, ngươi đối với hồn thuật này đã đạt đến trình độ đáng sợ. Kể cả ta là sứ đồ thiên cũng chưa bao giờ dám phát động, phệ hồn. Trừ việc nói lắm ra, ngươi thật sự là một sát thủ hoàng mỹ. Nói lắm, hỏa hạ y lạc đột nhiên ngẩng đầu lên dùng vẻ mặt mắt mớ gì đến ngươi nhìn chằm chặp đứa trẻ trong ngực ngải ly á trong mắt đầy phẫn nộ ta có thể hiểu được làm vương tước giết chóc vất vả giết người giết nhiều đến nỗi mà ngay cả tên cũng không nhớ nổi thôi thì miễn cưỡng cũng tha thứ cái khuyết điểm này của ngươi tha thứ ngải ly á bị thôi miên lui về sau mấy bước đôi mắt của lưu ảnh điện lan biến lại thành máu đỏ tươi như cũ hỏa hạ y lạc vội vàng thu nó vào tước ấn hắn chỉnh lại y phục bày ra bộ mặt gian thương thậm chí so với diễn viên còn giống hơn ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng ngươi trước khi giao dịch phải nói cho ta biết vị trí tước ấn cấp một đi chứ tước ấn đứa trẻ rộ lên tiếng cười lạnh sau đó ngải ly á liền chuyển bọc chăn từ tay phải qua tay trái vì cổ tay bị chặt đứt mà chỉ có thể dùng cánh tay đỡ lấy từ vết thương có thể thấy được đốt xương gãy mang đến cảm giác âm trầm quỷ dị cánh tay phải không vướng bận gì tháo dây vải gạt y phục ra. Gương mặt hỏa hạ y lạc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như dung nham dâng lên tận mặt hắn vậy. Hắn cắn răng, âm thầm suy nghĩ, đáng chết. Quan sát tức ấn lấp lánh trong nắng chiều trên ngực của ngải ly á, ghi nhớ vị trí của nó. Liệu hắn có phải là người duy nhất biết vị trí của tước ấn cấp 1? Bằng đó đã đủ chưa? Lục độ vương tước. À, đủ rồi. Giao dịch xong, giờ ta với ngươi có thể đi vào vấn đề chính, đứa bé cố ý dừng lại như cố tình cho hỏa hạ y lạc chút thanh tĩnh. Ngươi chỉ cần giúp ta việc nho nhỏ này là được. Chuyện gì? Hỗ trợ ta lấy được hồn thú cổ đại cấp 4 cực quan kiếm vũ. Hỏa hạ y lạc không dám tin vào tai mình, ngươi điên rồi. Có lẽ vậy, ngải ly á xoay lưng về phía hỏa hạ y lạc, vết thương trên người không có dấu hiệu khép lại, máu thấm lên lưng áo biến thành một mảng chói mắt, nếu không phải là vương tước cấp 6, một vạn người cũng không thể làm được. Nhưng ngươi có thật sự chỉ là một vương tước cấp 6 nhỏ bé, hả hỏa hạ y lạc. Không phải ngươi còn có bí mật mà ngay cả Bạch Ngân Tế Ti cũng không biết à. Ta nói có đúng không, tá chi cách vương tước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.